ông ta lại là có một cái doanh nghiệp riêng. Và giám đốc công ty A này đạo diễn cho công ty mình ký hợp đồng với cái công ty riêng của ông chủ tịch, đấy nha. Hoặc vợ công chủ tịch có công ty riêng thì ông này ký hợp đồng với những công ty đó. Thì đây là những cái mối quan hệ có khả năng dẫn đến cái tình trạng là gì? Là lợi dụng. Đấy. Thì người ta gọi là đây là những giao dịch mà những giao dịch này nhất thiết phải được hội đồng thành viên thảo luận. Thì cái cách thức như thế này. Trước hết thì cái người mà ký hợp đồng, ví dụ như là giám đốc công ty, là phải thông báo cho các thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng giao dịch đó, và phải nộp cái dự thảo hợp đồng. Đấy. Rồi sau đấy những cái thành viên này, hội đồng thành viên, kiểm soát viên sẽ tiến hành họp để xem xét vậy nha. Và cái việc họ biểu quyết thông qua đấy thì được sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết, và thành viên có liên quan trong hợp đồng này không được tham gia biểu quyết. Ở đây các vị chú ý là có cái chuyện kiểm soát viên, nhưng trong trường hợp này thì kiểm soát viên chỉ tham gia để mà nêu quan điểm của mình, không có ý kiến thôi, chứ kiểm soát viên không được quyền biểu quyết. Chỉ có riêng trong công ty trách nhiệm hạn một thành viên mà chủ sở là tổ chức ấy, thì kiểm soát viên được một phiếu biểu quyết. Còn trong cả công ty nhiều hạn lẫn cổ phần thì kiểm soát viên chỉ có ý kiến chứ không được tham gia biểu quyết. Đấy. Và cái tỷ lệ biểu quyết 65% này đó là sau khi trừ đi cái phần vốn góp của người có liên quan, phải nha. Ví dụ ông giám đốc ông chiếm 30% vốn, rồi ông ký hợp đồng với doanh nghiệp của vợ ông, của con ông, thì cái dự thảo hợp đồng nó đưa ra cho hội đồng thành viên họp để xem xét, và khi biểu quyết thì phải trừ cái 70% của ông giám đốc ra, còn là 70% đó coi như là 100%, và đạt cái tỷ lệ là 65% trên cái 100% đó thì cái hợp đồng đó mới được thông qua. Tôi cho rằng những cái này về mặt thuật toán thì các chị nó quá đơn giản thôi nha, nhưng các chị chịu khó các chị nhớ làm chút. Đấy. Nhiều khi các chị quên, các chị thấy là trên đề bài nó cho là ông A, ông B, ông C, ông D, ông E góp vốn gì đó đó, đấy nha. Xong rồi thì ông A là giám đốc ký hợp đồng, đến khi các chị nhớ mày mày cái 65% cái gì thì các trường hợp các chị thấy nó cho thông qua một cái nghị quyết là nó đạt cái tỷ lệ là mới có 60% thì như vậy là không được, nhưng các chị quên mất rằng là phải trừ cái phần của người có liên quan ra, trừ phần của người có liên quan ra nhiều khi nó vọt lên đến 70%, đúng không? Cho nên đây là những trường hợp mà các chị nhớ một chút. Và tất nhiên những cái hợp đồng mà vi phạm những cái quy định này thì coi là hợp đồng vô hiệu, phải nhá. Tuy nhiên đây là một vấn đề mà nó hơi rắc rối một chút. Các chị đọc cái mục 3 như này: hợp đồng giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 gây thiệt hại cho công ty, người ký kết hợp đồng giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng giao dịch ký kết không đúng quy định, vân vân. Ở đây nó liên quan đến một cái mâu thuẫn ở trong cái luật hợp đồng. Trong luật hợp đồng thì nó có quy định về những trường hợp hợp đồng vô hiệu. Đấy. Và nó chỉ nói là một trường hợp vô hiệu là gì? Là người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Không đúng thẩm quyền. Không đúng thẩm quyền lâu nay người ta hiểu là gì? Tức là anh là giám đốc, phải nha. Anh không ký nhưng anh không ủy quyền mà nhân viên cán bộ của anh ký, ví dụ thế, là hợp đồng đó là hợp đồng vô hiệu. Và nếu như sau đấy tranh chấp tại tòa thì ông giám đốc tuyên bố là ông ta không biết nhân viên của mình ký hợp đồng đó, ông ta không chịu nhiệm, thì có thể hợp đồng đó vô hiệu. Nhưng đây là một cái trường hợp mà cái chuyện này là ông giám đốc ký đấy, và rõ ràng ông ta có tư cách đại diện, nhưng chỉ có một điều là gì, ông ta sai là sai với nội bộ của mình, tức là không đưa ra nội bộ để mà xem xét, phải nha. Thế thì bây giờ tôi ký hợp đồng với công ty của ông giám đốc, tôi làm sao tôi biết được rằng nội bộ công ty nó có chuyện mâu thuẫn hay không, có đưa ra biểu quyết hay không? Tôi sao biết được chuyện đó? Tôi chỉ biết một điều là thứ nhất, có công ty đó thì đợi hay không, có, nó có đăng ký hay không, có, phải nha. Người đại diện pháp luật của nó là ai, phải đúng không? Đúng người đại diện, và tôi ký hợp đồng. Thế bây giờ tự nhiên tuyên bố hợp đồng đó là hợp đồng vô hiệu thì rõ ràng tôi bị ảnh hưởng ngay, đúng không? Cho nên trong trường hợp này mình thấy phải tách ra là hợp đồng này về phía công ty đó, tôi cho rằng công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, rồi sau đấy công ty có quyền yêu cầu ông giám đốc bồi thường những thiệt hại gây ra cho công ty do cái việc ông ta ký cái hợp đồng mà không đưa ra để mà tham khảo ý kiến để biết biết đó, nó phải có những cái chỗ đó. Chứ còn bây giờ nếu anh nói rằng giao dịch đó bị coi là vô hiệu, vậy thì đối tác phải làm ăn của anh làm sao nó biết được những cái chi tiết của anh ở trong nội bộ công ty,
Đấy. Mà theo luật về hợp đồng thì những cái trường hợp vô hiệu thì nó không có trường hợp này. Đấy, không có trường hợp này. À, vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng trong trường hợp này với nhau thì là nếu như hợp đồng đó không thực hiện được thì công ty vẫn phải chịu trách nhiệm trước trước đối tác, rồi sau đấy công ty có quyền yêu cầu ông giám đốc bồi thường những thiệt hại gây ra cho công ty, tức là cái mấy dòng chữ cuối cùng đấy phải nhá, hoặc là gây thiệt hại cho công ty thì nó bồi thường. À, thì đấy là một số những cái quy định liên quan đến cái hợp đồng. À, bây giờ về tổ chức quản lý công ty. À, mô hình công ty trách nhiệm hạn hai thành viên trở lên là một mô hình có thể nói là tương đối là nó gọn nhẹ, tương đối gọn nhẹ. À, luật thì nó cho phép là từ 2 đến 50, nhưng trong thực tế thì nhiều khi là công ty có 5-7 thành viên ví dụ thế. Ừ. Thì nó còn có thứ nhất là hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên phải nhá, và hội đồng thành viên sẽ bầu ra một người làm chủ tịch hội đồng thành viên, rồi hội đồng thành viên sẽ bổ nhiệm giám đốc. À, ngoài ra thì hội đồng thành viên, à, nếu như công ty mà có trên 11 thành viên hoặc là có thành viên là của nhà nước chiếm từ 50% vốn trở lên ấy, thì phải có thêm ban kiểm soát vân vân. Đấy. Đấy là cái quy định. Bây giờ quay trở lại cái tình huống như thế này thì các vị chú ý này nè, do bất đồng trong quản trị công ty với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên và là người có vốn góp lớn nhất, C đã ra quyết định cách chức giám đốc của A và bổ nhiệm B thay thế. Ừ. À, câu hỏi được đặt ra là C với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên đấy có cái quyền đó hay không? Đúng không? Có quyền đó hay không? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy thế này nè. Trong luật nó quy định về cái quyền hạn nhiệm vụ của hội đồng thành viên, thì trong đó nó có cái quyền hạn nhiệm vụ là gì? Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với giám đốc. Như vậy thì cái quyền đó là thuộc về ai? Thuộc về hội đồng thành viên. Tất nhiên là chủ tịch hội đồng thành viên C là người chủ trì cuộc họp hội đồng thành viên phải nha. Nhưng nhất thiết hội đồng thành viên phải ra nghị quyết về việc là cách chức giám đốc của A và bổ nhiệm B thay thế. Cho nên trong trường hợp này A không thể làm đủ cái này. À C chứ, nói rằng là mình là chủ tịch hội đồng thành viên. Nhưng mà để nhớ cho thì chủ tịch hội đồng thành viên là người chủ trì các cuộc họp của hội đồng thành viên, và cái quyền bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức là quyền của hội đồng thành viên thông qua nghị quyết. Rồi C là nói là gì? Là người có vốn góp lớn nhất. Thì trong luật rõ ràng nó quy định này nè, cái chuyện mà anh có vốn nhiều hay vốn ít nó sẽ chi phối về cái lợi nhuận được chia và chi phối về cái quyền của anh trong công ty qua cái tỷ lệ biểu quyết phải nha. Nhưng không có luật nào nói rằng hay anh là người có vốn lớn nhất thì anh có quyền là cách chức bổ nhiệm những người khác, nó không có quy định điều đó. À, vì vậy cho nên cái lập luận của C cho rằng mình là người có vốn lớn nhất và chủ tịch thành viên thì ra quyết định như vậy là sai. À, và hơn nữa như này, sau khi ra quyết định cách chức giám đốc A và bổ nhiệm giám đốc B thì phải tiến hành thủ tục ở cơ quan đăng ký kinh doanh đó nè. Và đương nhiên trong thủ tục đó phải có cái biên bản họp hội đồng thành viên, chứ không thể đơn thuần một quyết định cách chức của chủ tịch được. À, và do vậy khi thiếu những cái biên bản cần thiết như vậy thì chắc chắn một điều là gì, cái việc thay đổi hội đồng thành viên như vậy là không phù hợp đấy nha. Mà thay đổi giám đốc là không phù hợp, cho nên trên danh nghĩa thì A vẫn là gì, vẫn là người đại diện pháp luật của công ty, đúng không? Cho nên việc A đại diện công ty như ký hợp đồng là được, nhưng chỉ có vấn đề là đây là một hợp đồng giao dịch với người có liên quan. Vì vậy cho nên trường hợp này A phải đưa ra hội đồng thành viên để biểu quyết. À, hội đồng thành viên như tôi đã nói nó là một cái tổ chức các chị. Vì vậy cho nên nó họp và thông qua các quyết định của nó. À, ở đây chúng ta chú ý thế này nè. Luật 2014 có một cái thay đổi theo hướng là hạ thấp cái tỷ lệ. Hạ thấp tỷ lệ. Trước đây ví dụ nó quy định là công ty có nhiều hàng phải là 75% trở lên, còn công ty cổ phần 65. Còn bây giờ thì nó rút cái nhiều hàng xuống còn 65 thì công ty cổ phần xuống còn 50, là 51%. Đó. Thế là cái xu hướng chung nó theo thông lệ quốc tế là nó giảm xuống. À, còn trước đây cái cách của nhà lập luật là đẩy nó lên để bảo vệ quyền lợi của những thành viên cổ đông thiểu số. Nhưng bây giờ thì theo thông lệ quốc tế thì nó giảm xuống. Cho nên là
cái cuộc họp hội đồng thành viên được coi là hợp lệ đấy khi số thành viên dự họp đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ, ít nhất 65% vốn điều lệ. Trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ tỷ lệ quy định thì công ty có quyền triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên lần thứ hai trong vòng 15 ngày, thì tỷ lệ cuộc họp lần thứ hai này là ít nhất 50% vốn điều lệ, tỷ lệ cụ thể do điều lệ quy định. Ở đây xin lưu ý cái cách sử dụng từ của nhà làm luật là gì? Ít nhất 65% hoặc ít nhất là 50%. Như vậy có nghĩa là cái tỷ lệ từ 65 và từ 50 đến 100 là do điều lệ quyết định, đúng không? Đấy. Còn trường hợp lần thứ ba thì có bao nhiêu hợp nhiêu, không phụ thuộc vào số thành viên dự họp. Cho nên thường thường trong đề thi các chị để ý này này, người ta không nói cái trường hợp tỷ lệ điều lệ quyết định là bao nhiêu, bởi vì nói thế thì cũng lộ đi. Được chưa? Người ta lơ cái đó. Mà một khi người ta lơ cái đó thì các chị phải áp dụng theo tỷ lệ nào? Trên bảng 65 và 50. Được chưa? Chứ còn nếu mà đề bài nữa nè, điều lệ công ty quy định của hội đồng viên hợp lệ là 75%, thì như vậy thì coi như là cung cấp đáp án cho các chị rồi. Cho nên người ta không nói gì hết, mà không nói gì hết thì các chị phải nói lấy theo cái tỷ lệ 65-50, nhưng mà các chị mở mặt phải nha. Đây, trừ trường hợp điều lệ quy định khác. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta không thấy rằng điều lệ công ty quy định tỷ lệ bao nhiêu, vì vậy cho nên sẽ áp dụng cái tỷ lệ theo quy định của luật là tối thiểu 65%. Đấy, hoặc là tối thiểu là 50% trong trường hợp lần thứ hai. Về thông qua quyết định thì người ta quy định thế này này. Có một số trường hợp quan điểm để tôi nói cái này cái nào. Xong rồi tại điều 60 hiện nay nó có quy định về cái cách họp cái gì. Xem ra thì cũng khá hay. Lưu ý là thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, đây là cách truyền thống cả nhà. Trường hợp thứ hai là ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tức là anh làm ra khi công ty mà nó phát giấy mời dự họp đấy, thì công ty nó thường thường là gì, là nó kèm theo cái tờ giấy ủy quyền đóng dấu treo cả nhà, và anh ủy quyền cho ai, anh ghi rõ họ tên chứng minh nhân dân của người đó. Sau đấy thì người đó trước khi vào họp thành viên, người đó phải mang tờ giấy đó đến nộp kèm với chứng minh nhân dân của mình để xác nhận cái tư cách mình được ủy quyền dự họp. Được chưa? Trường hợp thứ ba, đây là trường hợp mới này, tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Đấy. Tức là thay vì là anh đi họp, ví dụ trường hợp hồi nãy C còn đi công tác xa, thì nếu như các thành viên thỏa thuận là gì, C yêu cầu họp trực tuyến vậy nha. Thời buổi bây giờ thì cái điều đó quá dễ rồi. Đấy. Thì cũng được, thì cũng tính là C có tham dự. Hoặc là gì? Là anh không dự họp nhưng anh gửi cái phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư là thư điện tử đây. Ví dụ và có thể trong điều lệ nó thỏa thuận cái này, cái thư đó phải được gửi đến cho chủ tịch hội đồng thành viên chậm nhất là 1 giờ trước giờ mở cái phiếu biểu quyết, được chưa? Thì lúc bây giờ cũng được tính là anh được tham dự vào biểu quyết. Như vậy là cái quan điểm về cái cách họp bây giờ nó rất là rộng phải nha, để anh tránh những cái cãi vã không cần thiết. Tuy nhiên lưu ý này này, hiện nay những cái công ty nào mà ra đời trước ngày 1/7/2015 thì nó vẫn theo cái mô thức của luật cũ đấy. Vì vậy cho nên trong thời gian mà chưa sửa được điều lệ thì nên có cái thỏa thuận giữa các hội đồng thành viên với nhau trong hội đồng thành viên về việc là áp dụng cái phương thức tổ chức cuộc họp theo luật mới. Cái này mà các chị làm kiểm toán cho các công ty mà có những cái đề xuất đấy, thì các chị có thể là đưa ra họ một số cái đề xuất về cái thủ tục pháp luật đấy, thì để cho họ có thể biết thêm. Đấy. Chứ còn nếu mà những cái này mà đi sửa con điều lệ thì cũng cần, nhưng mà họ có cái thỏa thuận với nhau. Đấy. Thậm chí là hiện nay người ta cho phép cả này, anh gửi thay vì gửi thư bằng giấy đấy, thì anh có thể gửi thư bằng cái email của nha, hoặc là đưa lên trang web về cái thông báo vân vân. Thì đây là cái cách khác nhau. Rồi thay vì bỏ phiếu là cầm tờ phiếu bỏ vào thì anh gửi một email trong đó anh xác nhận cái ý kiến của anh vân vân, tất cả những cái đó đều được hết. Bây giờ về thông qua quyết định thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vì lý do nào đó mà công ty không họp được, cho nên công ty mới gửi thư lấy ý kiến bằng văn bản. Và thường thì cái thư lấy ý kiến này đấy, nó sẽ hỏi dưới dạng là yes no phải không, anh đồng ý không đồng ý. Và sau đấy thì người ta mới tập hợp hết lại, rồi người ta mới triệu tập hội đồng thành viên, có thể nó có ban kiểm soát thì mời luôn, và sẽ tiến hành kiểm đếm. Và sau khi cộng hết tất cả những cái phiếu đồng ý lại,
nếu họ đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ đấy, thì coi như cái quyết định đó được thông qua. Còn nếu mà không đạt thì coi như quyết định đó không thông qua. Và sau đấy thì hội đồng chủ tịch hội đồng thành viên và có trách nhiệm gửi thông báo cho tất cả các thành viên biết về cái kết quả về cái quyết định đó được thông qua không thông qua. Đấy là cái trường hợp mà không họp mà lấy kiến bằng văn bản. Còn cái trường hợp thứ hai là họp để biểu quyết, thì người ta chia ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với những cái loại quyết định được xem là quyết định quan trọng thì thông qua theo tỷ lệ 75%, còn những quyết định khác thì thông qua theo tỷ lệ 65%, trên cái gì nào không phải là trên vốn điều lệ mà trên tổng số vốn của thành viên dự họp. Được chưa? Đấy, 65% và 75% trên tổng số vốn của thành viên dự họp. Các chị nghĩ là một chút rồi chúng ta đi vào chi tiết những cái trường hợp quan trọng. Hai cái mức tỷ lệ đó là mức 75 và mức 65, thì trong luật người ta đưa ra những cái trường hợp được coi là trường hợp quan trọng thông qua theo tỷ lệ là 75%, phải nhá? Thì thường là nó có mấy cái trường hợp như này: sửa đổi bổ sung điều lệ công ty chắc chắn là phải thông qua theo tỷ lệ cao. Thứ hai nữa là tổ chức lại hoặc giải thể công ty, tổ lại các chị biết rồi phải nha, giải thể biết rồi, thì thông qua theo tỷ lệ là 75. Và trường hợp thứ ba nữa là quyết định các phương thức đầu tư, giảm đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính, rồi quyết định những giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, chuyển giao công nghệ thông qua hợp đồng vay cho vay bán tài sản có giá trị bằng hoặc là lớn hơn 50%. Một cái là trên 50%, một cái là bằng một lần lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính, v.v. thì những trường hợp này phải thông qua theo tỷ lệ là 75%. Các trường hợp khác thì thông qua theo tỷ lệ là 65%, được chưa? Tuy nhiên tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định, ở đây người ta chỉ nêu ra ít nhất thôi mà, được chưa? Còn tùy công ty có thể quy định từ 75 đến 100% hoặc là 65 đến 100% tùy tùy. Các chị xem cái tình huống sau đây. Tình huống này hơi giống cái trường hợp tôi có nói cái này. Minh Vân Thành cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi. Ngày 15/4/2009, công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ đăng ký là 1 tỷ đồng. Trong đó Minh góp 400 triệu, Vân và Thanh, Thành mỗi người góp 300 triệu. Các thành viên nhất trí cử Minh làm chủ tịch hội đồng thành viên, Vân làm tổng giám đốc, Thành làm phó tổng đốc. Sau một năm đi vào hoạt động, công ty làm ăn không có lãi, cho rằng Vân không có năng lực điều hành công ty, nên với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên, cũng là người góp nhiều vốn nhất trong công ty, Vân đã ra quyết định cách chức tổng giám đốc Vân và bổ nhiệm Thành làm tổng giám đốc. Cái mô típ đề thi này các chị vừa giải đãi hay gặp đó, nó hay giống nhau nhiều năm. Vân không đồng ý với quyết định nói trên và vẫn tiếp tục sử dụng con dấu. Với danh nghĩa công ty thì ký một hợp đồng, trong đó có hợp đồng vay 300 triệu của ngân hàng. Trong khi đó giá trị tài sản còn lại của công ty chỉ khoảng 500 triệu. Vân đã đem số tiền đó để sử dụng vào mục đích riêng của mình. Hãy cho biết ý kiến của anh chị và nêu rõ cơ sở pháp lý của lập luận của mình đối với các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, quyết định cách chức tổng đốc của Vân và Võ Diệm Thành là giám đốc mới, đúng hay sai? Ai là người đại diện theo luật của công ty Thắng Lợi? Ở đây các chị chú ý như thế này nè. Nếu như mà chúng ta căn cứ với hai câu hỏi này đấy, thì rõ ràng nó câu hỏi nó dễ phải nha. Bởi vì quyết định cách chức thì như tôi nói rồi, cái này là thuộc về hội đồng thành viên. Rồi ai là người đại diện theo luật của công ty, thì trong trường hợp mà nếu như việc cách chức mà không đúng thủ tục, thì cái những cái thủ tục điều chỉnh thay đổi người đại diện mà, thì đương nhiên là không thể xảy ra. Cho nên trong trường hợp này thì Vân vẫn là người đại diện theo luật. Nhưng bây giờ nếu như có câu hỏi thêm chỗ này, cái hợp đồng Vân ký vay
của ngân hàng đấy thì có hợp lệ hay không, có bị coi là vô hiệu hay không. Đây. À, ở đây tôi nói trước là các vị là làm ngân hàng thì có lẽ là cảm thấy hơi bức xúc với cái đề kiểu này. Ngân hàng nào mà mang tiền đi cho vay kiểu này, rồi nha, nó bắt cha con hội đồng thành viên về ký hết, ký trong biên bản cam kết đủ thứ nó chưa cho vay, rồi nào là dự án rồi đủ thứ đơn, rồi nha. Nhưng thôi mình gạt những cái đó đi để hỏi câu chuyện khác, cái hợp đồng này có hiệu lực hay không. Thì các vị chú ý một chi tiết như này nè, tổng giá trị tài sản của công ty còn lại chỉ khoảng 500 triệu, trong khi đó đi vay ký hợp đồng vay là 300 triệu, vậy nha. Thì những hợp đồng này đấy, những hợp đồng vay cho vay bán tài sản có giá trị bằng hoặc là lớn hơn 50% tổng giá trị của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do điều lệ quy định đấy, thì phải đưa ra hội đồng thành viên biểu quyết, vậy nha, với tỷ lệ là bao nhiêu? 75%. Đây. Cho nên trong trường hợp này thì do có hoàn cảnh đặc thù của mình, cho nên Vân không đưa cái hợp đồng này ra để lấy ý kiến, vậy nha. Như vậy rõ ràng là việc ký kết hợp đồng của Vân trong trường hợp này là vi phạm cái quy định, được chưa nào? À, nhưng mà đề thi nó không hỏi thì chúng ta không trả lời câu đó là gì. À, đấy, đấy là một số cái nội dung liên quan đến quản lý công ty. À, chúng ta có cái lưu ý ở điều 58. Trường hợp chủ tịch công hội đồng thành viên không triệu tập họp hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 khoản 9 điều 50 đấy, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên nhóm thành viên đó triệu tập họp hội đồng thành viên. Điều 50 khoản 8 thì quy định như này: trừ trường hợp quy định tại khoản 9 thì thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu từ 10% tổng số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do điều lệ công ty quy định đấy, thì có thêm các cái quyền, ví dụ quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên, rồi quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, vân vân. Điều 50 khoản 9 nó giải thích trong trường hợp mà một thành viên mà sở hữu từ trên 90% vốn điều lệ. Hồi nãy là cái 50 khoản 8 là gì? Là thành viên mà sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên, phải nha. Nhưng đây là một trường hợp mà có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ, như vậy có nghĩa là số còn lại không đủ 10%, đúng không nào? Thì trong trường hợp này quy định như nào? Và nếu điều lệ công ty không quy định tỷ lệ khác nhỏ hơn, phải nha, theo khoản 8 đấy, thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định. Như vậy ví dụ có một thành viên chiếm 92%, thì cái nhóm thành viên còn lại có 8% đó vẫn có quyền giống như nhóm thành viên sở hữu từ 10%. Được chưa nào? Theo đó thì có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên, có quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép vân vân, rồi có quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu và chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, rồi yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết của hội đồng thành viên vân vân. Đấy là có một số quyền. Đề thi năm vừa rồi nó có một cái chi tiết mà liên quan đến công ty cổ phần. Theo đó thì hội đồng quản trị không triệu tập họp hội đồng thành họp hội đồng họp đạo đồng cổ đông. Rồi thì sau đấy một nhóm cổ đông đấy yêu cầu ban kiểm soát triệu tập. Nhưng nếu như ban kiểm soát mà vẫn không triệu tập họp theo quy định thì nhóm cổ đông đó sở hữu 10% đó hoàn toàn có quyền là gì? Đứng ra triệu tập cuộc họp đạo đồng cổ đông. Ở nha. Thì đây là một số cái quyền để nhằm bảo vệ quyền lợi cho những cái thành viên mà họ là thiểu số vốn trong công ty, để ngăn chặn cái trường hợp là những cái thành viên có số phiếu lớn ở trong công ty, họ có thể là họ đang nắm quyền quản lý công ty và họ không chịu tiến hành các cái cuộc họp hoặc là tiến hành cái việc bảo vệ cái công khai minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các thành viên. Thì pháp luật dành cho các thành viên một cái quyền, nhưng với điều kiện là gì? Anh sở hữu từ 10% số vốn tỷ lệ trở lên, nha, hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn các điều lệ quy định. Còn nếu như lỡ mà có một thành viên mà sở hữu trên 90% và điều lệ không quy định một cái tỷ lệ khác nhỏ hơn thì cái số thành viên còn lại đấy dưới chia 10% đó vẫn có đầy đủ các quyền này. Thì đấy là cái quy định. Tuy nhiên cũng cần phải nói như thế này, đây là quy định thế thôi, còn trong thực tế thì các chị cũng biết nó có nguyên tắc căn bản rồi, tỷ lệ vốn chia vốn tỷ lệ quyền lực. Thậm chí anh có kiện ra tòa đi nữa rồi thì tòa cũng đang phán quyết rằng là cái hội đều yêu cầu
chủ tịch hội đồng thành viên phải triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên theo quy định, chứ tòa làm gì xuống đứng ra triệu tập được, phải chưa? Thậm chí anh kiện về cái nghị quyết đó, thì nếu nhận thấy rằng nghị quyết đó không phù hợp thì tòa cũng yêu cầu là công ty phải tiến hành họp hội đồng thành viên và xem xét lại nghị quyết. Nói chung rồi cuối cùng thì cái quyền của người có vốn lớn trong công ty thì vẫn là những cái người quyết định. Và điều này thì có lẽ cũng thích hợp hơn, cũng không có gì. Tỷ lệ vốn thì khi vốn tỷ lệ quyền lực, đó là quy luật cũng được, phải chưa? Cho nên nhiều khi mình công tác chính trị nói rằng là chủ nghĩa vọng tư bản thì nó làm chủ, nó bắt kêu các công nhân chúng mình làm thuê. Mình nghe tiếp hồi mình thấy nó cũng có lý, nhưng nếu nhiều khi mình nghĩ lại thì bây giờ vốn của nó, nhà máy, xí nghiệp, tiền của nó bỏ ra thì nó làm chủ, nó làm những gì? Anh không có gì cả, chỉ có sức thì đi làm thuê, phải đồ nhân kêu gì chữ nó không biết luôn, đúng không? Nên điều nó rõ thì thế. Cho nên rõ ràng là cái tỷ lệ vốn thì nó nắm cái quyền, thì đó là sự thật. Tất nhiên thì cuộc sống nó cũng không hẳn nghịch ngã như vậy, thì pháp luật vẫn tạo ra những cái giới hạn để cho những cái cổ đông hoặc những thành viên có vốn ít đấy, họ vẫn có cái quyền của mình, phải chưa? Và nếu cuối cùng mà anh xài những quyền đó anh cảm thấy không ổn, thì anh còn quyền cuối cùng là gì? Anh bỏ phiếu chống, cho nên anh có quyền vào công ty làm gì? Mua lại phần cổ tức. Thậm chí trong luật doanh nghiệp nó còn quy định như này, là nếu như mà không thỏa thuận được về giá đấy, thì công ty phải mua lại theo giá thị trường hoặc là giá mà do hai bên thỏa thuận. Ví dụ về phía công ty giới thiệu ba cái công ty thẩm định giá để cho cổ đông nó chọn, và cổ đông nó chọn công ty thẩm định giá nào thì giá của công ty đó đưa ra là giá hai bên thỏa thuận. Thì đây là những cái quy định để nhằm bảo vệ cho các cái cổ đông, các cái thành viên mà có cũng ít thôi, nhưng mà bảo vệ cũng chỉ đến cái đó thôi, chứ là luật cũng không thể can thiệp sâu vào cái trường hợp này. Và xét cuối cùng thì công ty là câu chuyện của họ. Đấy, vốn nhiều thì quyết định nhiều hơn, thua lỗ cũng chịu nhiều hơn, thì đấy là những nguyên tắc. Thông qua quyết định thì nãy giờ tôi nói rồi nha, cái 65, 75. Tiếp theo một cái chức danh nữa là chức danh giám đốc ở trong công ty hai thành viên trở lên. Đây là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty không quy định khác. Cho nên các chị chú ý là nếu như đề bài người ta không nói gì về cái người đại diện theo điều lệ vân vân, thì khi mà công ty có nhiều hạn ký hợp đồng thì các chị cứ xác định là giám đốc là người đại diện, phải không? Rồi ngoài ra có thể có thêm nhiều hơn một người đại diện vân vân, thì sáng nay tôi nói rồi. Nếu như công ty có từ 11 thành viên trở lên thì phải có ban kiểm soát. Tất nhiên công ty có thể là dưới 11 thành viên mà công ty muốn lập ban kiểm soát thì cũng được, nhưng mà luật thì không có quy định chỗ này. Nhưng mà nếu trên 11 thành viên thì phải có ban kiểm soát. Về cái ban kiểm soát đấy thì tôi sẽ nói sau khi tôi nói về công ty cổ phần. Ngoài ra thì có thêm một số cái quy định tại điều 64 về cái chức năng nhiệm vụ của giám đốc, nha, vân vân, thì các chị tự đọc được tiêu chuẩn điều kiện làm giám đốc của điều 65, thì những nội dung này các chị có thể tự đọc được. Tôi nói thêm một chút nữa về cái trách nhiệm của những cái người quản lý công ty, cụ thể là của chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên và người quản lý khác. Tại điều 81 có liệt kê một số các cái vấn đề thuộc về cái trách nhiệm. Ví dụ như là thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. Rồi trung thành với lợi của công ty, thông báo kịp thời đầy đủ chính xác cho công ty và những doanh nghiệp và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu và có cổ phần của công ty vốn. Đây cái trường hợp này để làm gì? Để khi công ty ký kết hợp đồng thì có thể biết được là ký kết hợp đồng của người có liên quan hay không, nha. Rồi quyền và nghĩa vụ khác, giám đốc và tổng giám đốc không được tăng lương trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn, vân vân. Nó thấy mà cứ thanh toán thì cũng ai biết được, đấy là câu chuyện của công ty thôi. Rồi cuối cùng nên kiện nhau ra tòa thì mới có thể phát hiện ra. Rồi tiếp theo cũng tại điều 81 đấy, người ta có luật có đề cập đến cái văn bản thông báo về người có liên quan. Đấy. Và trong đó thì các chị chú ý cái chi tiết chỗ này, cái văn bản thì thôi không cần phải nói vì cái nội dung như vậy, có hai mục,
Nhưng mà việc kê khai phải được thực hiện trong thời gian, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi lợi liên quan. Đấy. Như vậy có nghĩa là ví dụ con trai của ông tổng giám đốc đứng ra thành lập một cái doanh nghiệp tư nhân, đúng không? Đấy, thì trong trường hợp này đấy, nó đã bắt đầu xuất hiện những cái mối quan hệ để có thể là nếu anh ký cái hợp đồng thì anh phải có trách nhiệm anh thông báo vậy nha. Hay là vợ ông giám đốc có thể có cổ phần vốn góp ở đâu đấy, thì nó có cái quy định là trong thời hạn 5 ngày thì anh phải thông báo về cái ngày phát sinh và thay đổi lệnh có liên quan. Và những ai nắm được cái này nè, thì danh sách về những cái đối tượng có liên quan này đấy phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Rồi thành viên của công ty, người quản lý, kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo quyền của họ có quyền xem trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin trong giờ làm việc theo trình tự thủ tục quy định tại điều lệ công ty. Đây là những cái quy định để cho chúng ta thấy là gì, là cần phải có rõ ràng minh bạch về công ty và những cái người có liên quan vậy nha, để ngăn chặn những cái trường hợp là những cái giao dịch có tính chất tư lợi, còn làm được hay không là chuyện khác. Điều 72 có quy định thêm về cái quyền khởi kiện người quản lý. Theo đó thì thành viên của công ty tự mình hoặc nhân dân công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, cán bộ quản lý khác vi phạm quyền và nghĩa vụ quản lý của người quản lý. Như vậy ở đây chúng ta chú ý thế này nè, pháp luật dành cho thành viên công ty, đối với công ty cổ phần thì phải là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 1% trở lên. Nhưng mà công ty trách nhiệm hữu hạn thì người ta quy định là thành viên có thể tự mình hoặc là nhân dân công ty để khởi kiện người quản lý, phải không? Thế thì đối tượng bị khởi kiện trong trường hợp này là ai? Là người quản lý. Và vì sao phải khởi kiện? Là vì họ vi phạm các quy định tại điều 71 hoặc là họ không thực hiện không đầy đủ hoặc trái với những cái nghị quyết vân vân, trái với điều lệ thì anh có quyền khởi kiện. Và trong trường hợp này thì cái thủ tục khởi kiện là gì? Đó là theo cái trình tự của thủ tục tố tụng dân sự. Và cái này nó nằm trong cái tranh chấp nào mà sang đến cái phần sau nữa các chị có học đấy, là tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty hoặc giữa thành viên công ty với nhau nha, liên quan đến cái vấn đề tổ chức hoạt động công ty. Và cái này nó thuộc về thẩm quyền của tòa kinh tế, tòa nhân dân cấp tỉnh thụ lý và giải quyết những vụ việc này. Thì cái này phần sau tôi sẽ nói. Cái đấy là một số vấn đề về cái công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Như vậy nó tóm lại như này, trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì nó có mấy cái chủ đề mà chúng ta quan tâm rồi nha. Chủ đề thứ nhất là cái dạng câu hỏi này người ta cho, ví dụ có 3-4 người cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp và họ đặt yêu cầu rằng doanh nghiệp đó phải thỏa mãn những điều kiện cùng lúc, những điều kiện sau đây. Ví dụ là một các thành viên cùng nhau góp vốn rồi chịu trách nhiệm trong phạm vi cái vốn mình đã góp thôi. Đấy. Cái thứ hai, cái doanh nghiệp này nó hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào, người ngoài vào. Đấy. Và cái thứ ba là các thành viên sẽ đảm nhiệm các công việc quản lý công ty, vân vân. Thì anh chị hãy lựa chọn một cái loại hình doanh nghiệp phù hợp với những yêu cầu này và nêu rõ những cái đặc điểm của loại đó. Thì cái câu hỏi này giống như câu hỏi tôi nói khi sáng là đề đáp án nó nằm trong đề. Thì trường hợp này các chị sẽ thấy là các chị sẽ chọn trách nhiệm của bạn hai thành viên trở lên, phải chưa? Nhưng bây giờ ví dụ nó này không hạn chế rủi ro cho những người tham gia góp vốn thì ngay lập tức các chị nghĩ đến công ty gì? Hợp danh trách nhiệm vô hạn mà, phải chưa? Đấy, thì đây là những cái mà chúng ta chú ý. Hoặc là hạn chế rủi ro cho những người tham gia góp vốn thì chúng ta nghĩ ngay đến trách nhiệm vô hạn hoặc là cổ phần, được chưa? Đấy. Xong rồi người ta sau khi các chị xác định trách nhiệm vô hạn rồi thì người ta hỏi là và hãy nêu những đặc điểm pháp lý của những cơ của loại hình doanh nghiệp đó, thì các chị lấy những cái dấu hiệu trên các chị phân tích thêm ra, và đấy là một cái dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi thứ hai mà người ta hay hỏi là gì, là về vấn đề góp vốn rồi định giá cao định giá thấp rồi thay đổi hình thức góp vốn rồi chuyển nhượng vốn ở trong công ty, vâng vâng. Đấy là cái cộng các vấn đề, kể cả trường hợp người ta cho một thành viên công ty ở tù chết và nha, có người thừa kế không người thừa kế, vâng vâng. Thì đấy là những cái tình huống, cái dạng câu hỏi thứ hai. Cái dạng thứ ba người ta hay hỏi đấy là thứ nhất người ta có thể là cho một người vừa làm giám đốc công ty này vừa làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thì có được không? À, thì thực ra cái này bây giờ thì người ta, tôi nghĩ là người ta không hỏi nữa, bởi vì cái luật doanh nghiệp 2005 á thì nó có cái quy định là giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm giám đốc một doanh nghiệp khác, nhưng bây giờ thì luật mới nó bỏ quy định đó rồi, à, nó cũng không cấm cũng không cho, đó là câu chuyện của công ty. À, điều lệ anh cấm à, thì không được, còn nếu điều lệ anh không cấm thì họ có quyền mà làm. À, nhưng cái dạng như đó là cái dạng như vậy. À, xong rồi thì người ta cũng có thể hỏi là cái tranh chấp trong nội bộ công ty thì ông chủ tịch hội đồng thành viên có vốn nhiều được cách chức ông kia, rồi ông kia phản ứng lại rồi vẫn giữ hợp đồng, vẫn giữ con dấu những cái hợp đồng, đại khái những cái dạng như thế, là những cái dạng câu hỏi mà chúng ta thường bắt gặp. Hầu như trong số các cái đề thi về công ty này đấy thì các chị chú ý là hầu như năm nào cũng có. Đấy. Từ năm 2010 đến nay, ví dụ 2010 là đề chẵn, 11 đề chẵn, 12 cũng đề chẵn, 13 đề lẻ, 14 đề chẵn, 15 đề chẵn, 15 cũng đề chẵn hai câu lần, 16 cũng đề chẵn này, đề lẻ đều có hết, 17 cũng có. À, như vậy có nghĩa là chúng ta thấy hầu như là cái loại này dễ bắt gặp, và nó thường hay rơi vào mấy cái ý tôi nói đấy. Rồi đôi khi người ta hỏi lý thuyết như này, so sánh cái công ty trách nhiệm của bạn hai thành viên trở lên với công ty cổ phần. Đấy. Thế thì trong trường hợp này thì các chị có thể là dựa vào đấy để các chị so, ví dụ như đặc điểm về mặt bản chất, rồi đặc điểm về vốn, rồi đặc điểm về quản trị công ty. Ừ. Nhưng đây cũng xin lưu ý cho này, cái này về mặt kỹ thuật, rồi chú ý khi làm bài cho này. Khi câu hỏi là so sánh đấy, thì phải nêu cả giống cả khác. Được chưa? Còn khi hỏi phân biệt thì mình chỉ nêu cái khác. Và tuyệt đối cấm kỵ cái trường hợp này nha. Mày sổ dọc một đường xuống rồi viết bên này, viết bên này. Rồi. Cái đó không được. Cái đó đâu phải là so sánh hay là đâu phải phân biệt. Cái đó các chị liệt kê nó ra thôi. Đúng không? Chứ các chị đâu có so sánh, đâu có phân biệt gì đâu. À, nhớ chưa, đừng có sổ dọc xuống một cái rồi ghi vô cái này trách nhiệm hữu hạn của phần hay là một thành viên, thành viên thì ghi vô là không được. Và các chị phân biệt dựa trên những cái tiêu chí, à, ví dụ như là gì, à, theo căn cứ theo cái tiêu chí vậy nha, à, về thành viên thì chúng ta thấy là bên này là 2 đến 50, bên kia là 3 và không hạn chế, ví dụ như thế. Rồi căn cứ theo hình thức góp vốn thì trong công ty trách nhiệm hữu hạn thì người ta gọi là phần vốn góp, còn trong công ty cổ phần thì vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần theo cái mệnh giá quy định, ví dụ 10.000 đó nha, và cái người mua là cổ đông, còn bên này gọi là người góp vốn. Rồi phân biệt theo cái tiêu chí trách nhiệm thì chúng ta thấy cả hai đều là chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp. Nếu ai biết thì phân tích thêm chỗ này chút. Đấy. Thấy vân vân, rồi theo cái tiêu chí về tổ chức quản lý, tức là mình dựa trên một số tiêu chí mình phân biệt, chứ các chị đừng có sổ dọc một cái rồi các chị biết vô thì cái đó không nên. Xong rồi đôi khi cái câu hỏi này nêu hoặc là liệt kê cái cửa xăng của cạnh tranh thì tôi sẽ nói này, ví dụ liệt kê các hành vi hay là nêu các hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh thì về nguyên tắc trong trường hợp này thì các chị chỉ gạch đầu dòng chín cái. Cái thứ 10 là và những thành viên khác theo quy định luật. Về nguyên tắc là vậy. Còn ai mà cảm thấy, nếu như các anh chị thấy là đây là cái câu hỏi mà nó là nằm trong cái câu hỏi khác, ví dụ một câu hỏi về luật cạnh tranh 2 điểm thôi nha, trong đó người ta hỏi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì, nếu hỏi chấm, hãy nêu những hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh của Việt Nam hiện hành. Rồi, như vậy trong trường hợp này thì các chị yên tâm, các chị nêu cái định nghĩa về luật cạnh tranh khoảng những 4-5 dòng đây, rồi có thể cho ví dụ giải thích gì đấy, sau đấy rồi thì các chị có cái bản liệt kê các chị gạch 10 cái. Nhưng mà nếu như các chị cảm thấy hơi ngại ngại chút thì các chị có thể viết thêm một vài ví dụ cho từng cái đó, đó là mục tiêu nha. Nhưng mà về nguyên tắc là nêu hoặc liệt kê là các chị gạch đầu dòng được không. Nhưng khi câu hỏi hỏi là trình bày, hãy cẩn thận nghe, để trình bày thì các chị không chỉ liệt kê mà các chị phải nói nó là cái gì. Đấy nha. Ví dụ bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh thì có hành vi là bán hàng dưới giá thành, phải nha, để cạnh tranh. Nhưng mà chúng ta quen gọi là bán phá giá, nhưng người ta coi trong luật cạnh tranh không gọi là bán phá giá, bởi bán phá giá nó có nhiều dạng lắm. Cái dạng mà bán dưới giá thành là một dạng thôi. Đấy.
rồi thì các chị có định nghĩa bản ghi giá thành là gì vân vân. Nhưng nhiều khi mình không định nghĩa thì mình nên chọn giải pháp mình cho ví dụ. Điều đó chứng tỏ mình cho người trong bài biết rằng là mình thành công lực mình rất là cao. Kiểu đó mình ví dụ về nó là ghê. Đúng không? Đó họ sợ chứ. Cái chuyện ví dụ đó nha. Đấy là làm ra sản phẩm giá thành là 100 nhưng mà để giành giật thị trường cho nên quyết định là bán 80 đấy nha, không vâng. Hay là liên kết nhóm với nhau để bán giá thấp để loại trừ đối thủ. Tuy nhiên có một số trường hợp bán hàng dưới giá thành thì không bị coi là vi phạm. Ví dụ như là hàng mà nó lỗ mất đấy. Rồi hàng là thực phẩm tươi sống, hàng theo mùa vụ, ví dụ như thế. Thì đây là những mặt hàng hoặc là đôi khi nhà nước chỉ định là bán dưới giá thành để mà kiềm giữ. Ví dụ như là trứng vào dịp Tết chẳng hạn, thì giao cho công ty X, công ty A này bán cái mức giá đó để mà kìm cái giá bên ngoài v.v. Đấy, thì đây là những cái trường hợp mà bán hàng dưới giá thành thì không bị gọi là vi phạm. Ví dụ các chuyện đó như thế, hay là hàng tươi sống cũng vậy. Thì v.v. Thì rồi, hay là ví dụ như là bán hàng đa cấp, bất chính. Thì các chị nêu ví dụ vậy nha, công ty ABC nó đưa ra cái quảng bá rằng là nếu ai tham gia mạng lưới thì phải mua của nó mấy sản phẩm với giá rất là cao, vân vân. Là nó không căng và nó dụ rằng là nếu như mà dụ người khác mua thì nó thưởng, vân vân. Thì những hành vi đó là bán hàng đa cấp. Đấy. Thì khi mà trình bày là vậy. Xong rồi cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi phân tích. Đấy. Thì thường thường khi câu hỏi phân tích thì người ta hỏi sâu vào một hai cái thôi chứ người ta không hỏi nhiều. Không ai có thể hỏi là phân tích những cái hành vi mà cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh, như vậy lấy nguyên gần 1/3 luật cạnh tranh chép vô sao được, đúng không? Cho nên thường thường câu hỏi người ta nói là phân tích về cái hành vi bán hàng đa cấp, rồi cái chấm cái có phải mọi hành vi bán hàng đa cấp đều bị coi là vi phạm không? Ví dụ người ta hỏi như thế mà nha, thì các chị mới bắt đầu đi vào phân tích, các chị ban đầu các chị nêu định nghĩa nó là cái gì, xong rồi cho ví dụ vậy nha, xong rồi giải thích là như vậy là cái bán hàng đa cấp nó không phải là một hành vi vi phạm. Nhưng nếu bán hàng đa cấp mà rơi vào bốn cái trường hợp sau đây thì mới bị coi là bất chính, đúng không? Thì đấy là những cái mà cách trình bày. Cho nên mình phải đọc kỹ đề để liệt kê thì mình nói khác, trình bày mình nói khác, mà phân tích thì mình nói khác, được chưa? Cho nên mình nói vậy. Nhân đây cũng nói thêm, tôi xin lỗi nếu như nó có phải lạc đề không? Không phải nha, yên tâm cứ nghe. Năm câu, mỗi câu có hai điểm mà. Cho nên ví dụ cái câu 1 anh học rất kỹ phải nha, anh viết cho tràn gian đại hải cũng có 2 điểm không hơn. Đấy. Trong khi đó thì giấy cũng như thời gian cho các câu sau gì ít dần à. Cho nên mình phải biết là phân bố nó ra, nghĩa là cái câu mà anh nắm kỹ thì anh viết, nhưng mà cũng chắc lọc là anh viết chứ không có viết nhiều, bởi anh viết gì đi nữa thì có 2 điểm 3 điểm như thế nó không cho hơn được. Và trong khi đó thì thời gian cũng như giấy cái phần còn lại của những câu sáu mà anh làm ít đi phải chăng, thì đâm ra là nó đáng tiếc, cho nên anh phải phân bổ nó ra vừa phải thôi, phải chăng? Hay chứ còn nếu mà anh không cẩn thận thì nó sẽ dẫn đến cái chỗ là viết làm nhiều rồi cuối cùng thì nó cũng có 2 điểm thôi, bởi vì nó đáp án như vậy mà à, thì nó mất thời gian cũng như là tốn giấy cho những cái chỗ khác. Mà nhiều khi mình biết càng dài như thế thì đôi khi nó có sơ suất đấy, vì nó sơ suất thì đôi khi người ta là bảo nó đi lạc đề đó. Để nó phim nè. Đấy nè. Đây là đôi khi nó có những câu hỏi này mà mình không cẩn thận nha. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh hiện nay. Thì trong kinh doanh hiện nay giải quyết tranh chấp nó có 4 phương thức. Đó là tự thương lượng, hòa giải, tòa án với trọng tài. Nhưng thường cái tự thương lượng, hòa giải đó là phương thức riêng của họ với nhau để tự giải quyết hơn. Nó không phải phương thức tố tụng. Còn hệ tố tụng thì chỉ có tòa án với trọng tài thôi. Đấy. Cho nên khi người ta hỏi là các phương thức tố tụng thì hiện nay về các chị trả lời rất dễ thì có tòa án với trọng tài, phải không? Nhưng khi người ta hỏi là các phương thức giải quyết tranh chấp hiện nay thì một lần các chị phải nêu cả 4 cái, nhưng các chị có đừng nói nhiều hai cái kia, lướt qua thôi để cho hội đồng biết, cho người chấm biết rằng là tôi biết hết cả 4 cái. Nhưng các chị sẽ đi sâu vào hai phương thức đó là tòa án với trọng tài, phải không? Đấy, còn hai đó là tự thương lượng là chuyện hai bên gặp nhau thỏa thuận một hồi rồi ký biên bản là xong. Hòa giải là nhờ đến một cái cá nhân hoặc tổ chức là để đứng ra làm trung gian rồi cũng ký biên bản, và cái biên bản thương lượng hòa giải này nó chỉ có giá trị với một điều khoản hợp đồng thôi, cho nên sau khi thương lượng hòa giải xong, ký kết xong xuôi rồi bên kia nó xù bị cáo thì thôi coi như nó vi phạm hợp đồng, cho nên mình nói sơ nó thôi, phải nha. Trong khi đó thì mình thấy là hai cái phương thức tố tụng
mà hiện nay được áp dụng, phải không? Đó là tội hành chính cộng đồng. Thì lúc giờ mình dành nhiều cái thời gian và cái giấy cho cái hai cái câu đó thì nó phù hợp. Chứ còn bây giờ mình biết rất nhiều về cái tự nhiên được hòa giải, trong khi cái đích của người ra đề trong trường này là họ muốn mình hiểu cái tố tụng tòa án với tố tụng cộng đồng, chứ không phải hai cái kia. Cho nên mình biết, nhưng mà mình không nói đấy hay đó thì họ bảo mình là thiếu, và nó hơi khó chịu như thế. Nhưng mà nếu mình nói dài quá thì họ bảo là thừa, phải không? Để dành ra cái này, cho nên mình chọn giải pháp là gì? Mình nói vừa và hai nguyên tắc thôi, mình nêu nó ra và mình vài ba dòng về nó, xong rồi mình nói là tuy nhiên hiện nay đấy, thương lượng hòa giải thường thì nó không có hiệu quả, phải không? Do cái chỗ là các bên không thực tâm hoặc là không thực thi cái kết luận hòa giải đó, vì vậy cho nên thường sẽ có hai giải pháp tố tụng mà được doanh nhân có thể lựa chọn, đó là cái tố tụng tòa án hoặc là tố tụng tòa phạm. Đó thì lúc giờ mình biết sâu là nó hơi rất đối cái chỗ là cái người giảng là một người ra đề là một người và người chấm là một người. Đây là những cái hơi rồi các chị sẽ thấy khi tôi giải các cái đề, các chị sẽ thấy có những trường hợp nó thiếu que mà mình phải trả lời. Họ nói rằng công ty A, công ty này ở tỉnh N, ở tỉnh A, công ty kia ở tỉnh B, cuối cùng tranh chấp với nhau, họ tòa án nhân dân tỉnh A có thẩm quyền giải quyết không? Thậm chí có một năm bạn nào đấy mà gửi cho tôi cái câu là tỉnh A là tỉnh A nào thì Lào Cào gì đấy, đại khái đấy, nhưng mà anh vẫn phải trả lời, phải không? Bởi vì cái lý họ biết rằng đây là cái câu hỏi lắp ghép, các đề thi nhìn vào biết lắp ghép rồi. Thậm chí là nó thô đến mức là họ không đến máy để họ ghép cho họ dán là đi ô tô, phải không? Cho nên cái thì chữ to, cái chữ nhỏ vân vân. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ anh vẫn phải làm, trong trường hợp này nói rằng là gì? Cái vụ tranh chấp giữa hai công ty như vậy đó thì áp dụng nguyên tắc tố tụng là tòa án đơn vị đơn có rồi trụ sở của cái lúc giải quyết, ví dụ thế vậy nha. Còn nếu chọn nguyên đơn thì hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản vân vân. Đấy. Vì vậy cho nên và trong trường hợp này thì tòa án nhân dân tỉnh A không có thẩm quyền vì mấy lý do sau đây. Thứ nhất, đây không phải là tòa án của nguyên đơn, tòa án của bị đơn, phải nha. Đấy, nó không dính nhóc gì hết mà. Cái thứ hai là vụ này là vụ tranh chấp mua bán thì thuộc về thẩm quyền của tòa cấp huyện chứ không thể tòa án tỉnh được. Từ hai căn cứ này chúng ta kết luận rằng tòa án nhân dân không có thẩm quyền giải quyết, vẫn phải làm mặc dù tức là đắp. Nó hỏi thế mà nó hỏi thì được, anh cứ hỏi thì thực ra không trách họ, bởi vì cái đề này nó nằm ở chỗ khác, phải chưa? Nhưng sau đấy phải điều chỉnh lại thì cái người điều chỉnh nhiều khi nó không chuyên môn thì người ta là cái thể nó vô đó, nhưng mà mình vẫn phải trả lời. Và nếu mà cãi lý với nhau thì sao? Họ vẫn có lý, họ nói thì tôi hỏi có không như thế thì anh xem có được hay không. Đấy. Thì đương nhiên anh có quyền trả lời không được nhưng anh phải giải thích, mặc dù biết là cái chuyện tào lao như thế nhưng mà anh phải làm. Đấy thì mình chia sẻ một cái chuyện vậy. Bây giờ chúng ta chuyển sang loại thứ hai, công ty trách nhiệm hạn một thành viên. Đây là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Một tổ chức và một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Trách nhiệm của hàng là cái gì? Rồi, công ty trách nhiệm một thành viên không có quyền phát hành cổ phiếu. Rồi, có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vân vân. Đây là một số đặc điểm của nó. Như vậy đến đây thì chúng ta sẽ chú ý một cái điểm này. Chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì nó có hai dạng đó nha. Dạng thứ nhất là một tổ chức và dạng thứ hai là một cá nhân. Đây. Thì theo quy định của luật doanh nghiệp chúng ta thấy là chủ sở hữu công ty trách nhiệm một thành viên bao gồm một là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, hai là cơ quan đảng cấp trung ương, cấp tỉnh. Rồi ba là các những tổ chức chính trị xã hội như là Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh v.v. của cấp trung ương và cấp tỉnh thôi nghe, chứ cấp huyện thì không có. Rồi những doanh nghiệp như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của đảng v.v. họ có thể đứng ra bỏ vốn ra để lập một công ty trực thuộc. Rồi những cái tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cũng là chủ sở hữu của những công ty một thành viên, và cuối cùng là cá nhân. Liên quan đến chủ sở hữu của loại công ty này đấy, thì hiện nay nó cũng còn nhiều vấn đề mà cũng khá là rắc rối và đồng thời nó cũng thú vị. Ví dụ tôi vừa giảng cho một cái lớp cao học luật trên trường ấy, thì tôi đưa cái case study về cái công ty một thành viên Tân Thuận, nó bán cái đất cho Quốc Cường Gia Lai.
Cái môn tôi giảng lúc bây giờ là môn luật và phát triển. Thì có đặt ra mấy câu hỏi về cái chỗ là có căn cứ điều quỹ hợp đồng hay không? Đây là một. Cái thứ hai nữa là cái vai trò của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp quyết định quỹ hợp đồng này. Cái thứ ba nữa là từ hai cái trên thì thấy là cái sự của toàn dân về đất đai hiện nay đấy, nó bộc lộ những cái gì cần phải xem xét, không vâng, để cho anh em đó cho tôi biết để họ thảo luận cũng khá là thú vị, có nhiều vấn đề lắm. Thì chúng ta thấy là trong trường hợp này thì chủ sở hữu của nó đấy, của công ty này là cơ quan đảng cấp tỉnh, thấy chưa, là chủ sở hữu. Và cụ thể trong trường hợp này tức là cái ban quản trị tài chính của thành ủy được coi là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của nó. Thế rồi thì mới giao tài sản cho nó, trong đó có đất đai. Rồi nghe đâu là nó cũng dành dụng làm ăn thêm, có thêm nên kêu vợ. Sau đấy nó đem một cục nó bán cửa thành với người Gia Lai, rồi dư luận mới xôn xao. À, cho nên chúng ta phải hiểu này, trong trường hợp này đấy, chủ sở hữu của nó là một cái tổ chức, và sau khi thành lập rồi giao vốn cho nó rồi thì nó là pháp nhân, và đã là pháp nhân thì nó độc lập và chịu trách nhiệm. Nếu như cái giá trị tài sản của hợp đồng này mà nó vượt cái ngưỡng 50% thì nó mới xin chủ sở hữu, phải chưa? Và trong trường hợp này thì qua cái thông tin trên báo chí thì nó cũng đã xin, và chủ sở hữu cũng cho, và thậm chí là chủ sở hữu đã có 3 lần đề xuất tăng vốn, và lần thứ 3 là tháng 3 năm 2018 là yêu cầu tăng vốn, và đến tháng 4 thì quyết định hủy. Thì từ đây nó có vấn đề là vậy thì bản thân nó là một pháp nhân, nó có tài sản, và nếu như nó giao dịch bằng cái tài sản đó mà nó vượt cái ngưỡng quy định của nhân thì nó xin phép. Vậy thì cái giao dịch này cần phải xem xét lại thì là có hợp pháp hay không, nếu mà chúng ta hiểu theo quy định của luật doanh nghiệp. Còn tất nhiên chúng ta hiểu rồi, những cái chuyện như thế này ở Việt Nam ta thì cũng chắc chắn một điều là hợp đồng này bị hủy rồi. Quốc cường Gia Lai dù nó nói gì đi nữa nhưng mà nó cũng phải chấp nhận, bởi vì chỉ cần một cái hệ thống tuyên truyền mà nó được định hướng theo cái hướng nào đấy thì hình ảnh của nó trở nên rất là xấu xí trên con mắt của người dân, và đó là điều mà doanh nghiệp nó rất sợ, đúng không? Và vì vậy cho nên dù nó cứng lúc đầu nhưng cuối cùng rồi thì nó cũng mong là xử lý thế nào cho nó em đẹp chút, cũng vâng. Thì thôi thì cuối cùng mọi chuyện nó vẫn xảy ra. Tuy nhiên nó đứng trên bề diện của pháp luật đấy, thì nó là một công ty trách nhiệm hạn một thành viên, nó có chủ. Đấy. Và anh đã xác định rất rõ là gì? Anh đưa tài sản cho nó, phải nha. Và anh nói rằng là anh nói với bàn dân thiên hạ rằng từ giờ trở đi cho nó ít tiền nó ra riêng rồi, nghe chưa? Nó đánh bài đánh bạc mà nó thua thì chúng mày đến cào nhà nó hết thôi, chứ tao không chịu nữa. Đó là trách nhiệm của bạn mà. Đấy. Và nó có cái tài sản đó, bạn nói rằng này, trong quá trình làm ăn nếu như mày bán tháo cái gì mà nó vượt cái ngưỡng quy định của nhân thì mày xin phép tao, nghe chưa? Còn dưới mức đó thì tự mày quyết, phải chưa? Thì anh xin anh cho cái bài thì rõ ràng là gì, thì trong vụ này và nói là nó cũng chả có vi phạm chỗ này. Đấy. Nhưng mà tất nhiên thì rồi cuối cùng cũng phải xử lý nó. Đấy. Nhưng mà ở đây phải nói nếu mà căn cứ theo luật doanh nghiệp thì rõ ràng nó làm như vậy là cũng phù hợp. Còn cái chuyện nó bán tháo, bán tống, bán sai như thế nào thì nó sai phạm thì phải xử khác. Nhưng mà về xét về trong cái mối liên hệ giữa công ty một thành viên và chủ sở hữu của nha, thì chủ sở hữu của nó đã đưa tài sản cho nó rồi tuyên bố rằng là từ giờ trở đi cho nó ra đi rồi, phải nha. Đấy, và nó chịu trách nhiệm. Đấy. Thì đây là những vấn đề mà mình thấy là cái những vấn đề đã đặt ra đối với cái loại hình công ty này. Và tôi muốn quay trở lại, tôi nói là cái xác định công ty trách nhiệm một thành viên mà chủ sở là tổ chức, thực ra là người ta nắm đến cái doanh nghiệp nhà nước và những cái doanh nghiệp đi liền theo doanh nghiệp nhà nước, ví dụ như là của đảng, của công đoàn, liên của pháp. Tức là suốt thời gian dài khi tôi hỏi cái gì là chủ sở của doanh nghiệp nhà nước là ai thì cái gì đồng thanh trả lời là ai? Nhà nước. Bây giờ tôi hỏi nhà nước là ai thì có trả lời cực kỳ khó,
Bởi vì nếu chúng ta mở từ điển ra, chúng ta thấy nhà nước là một hệ thống các cơ quan từ trung ương đến địa phương, vậy là ai là chủ sở của nó? Cho nên có một thời như thế là bạn cái gì nó cũng đi xin. Có giám đốc công ty nó vui là giống như chuyện hút cát giải bụi tre trúng đầu trúng, dòng là dân câu trúng nằm trúng, tức là hở cái gì nó cũng đi xin. Và cái nơi mà nó cảm thấy là cấp trên nhà nước của nó là nó đi xin, và nơi đó thì cũng cho, nhưng họ cũng không biết họ có quyền cho hay không. Cho nên cái câu mà họ thường hay ghi thêm vào là họ nhất trí, họ đồng ý, nhưng họ chuyển cơ quan chức năng giải quyết ở cơ quan nào cũng biết. Rồi nó lại tiếp tục đi xin chỗ khác, nơi mà nó nghĩ là cơ quan chức năng, rồi ở đó cũng cho, rồi chuyển cơ quan chức năng giải quyết. Đem chiếc máy bay trực thăng đem đi mà lên tới văn phòng chính phủ thì hỏi cuối cùng mà văn phòng chủ trả về, lý do bởi vì cái loại DCC này thì mang đi làm một hồi rồi đem về chứ có mất gì đâu, mà nó chạy đi xin khắp đơn. Mà cũng may như thế văn phòng chính phủ ký duyệt thì bảo là chuyển cơ quan chức năng giải quyết, chính phủ trước làm sao đi giải quyết cái chuyện tình nghiệp đó. Đấy, thì cuối cùng thằng bên kia nó chờ lâu hết chịu nổi, nó cancel thì cuối cùng nó thôi, mà nó cuối cùng nó không biết nhà nước là ai. Đây là cái chuyện hơi lâu rồi, cái chuyện mấy con cá heo đấy, thì con nói cái con đường đi tìm nhà nước nó gian nan, không biết ở đâu, bởi vì nó dành lập cái trung tâm biểu diễn xiếc cá heo, cái trung biểu diễn thì gắn liền với văn hóa thông tin, văn hóa nghệ thuật, mà biểu diễn thì có thu tiền thì nó là về doanh nghiệp. Xong rồi cá heo là loài động vật hoang dã quý hiếm, thì nó phải có cái thằng quản thằng cái thế đó. Thế thì nghe đâu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì nó có cái cục bảo vệ động vật hoang dã, thì chạy ra xin thì nó bảo là tao là chủ sở hữu bảo vệ thằng này, nhưng mà bảo vệ cái loài trên sông trên suối, còn cái loài ngoài biển thì tao không có bảo vệ, thì nó thuộc cái thằng thủy sản. Thế chạy qua thằng đó, thằng đó bảo là tao quản cái thằng ở ngoài biển, nhưng mà lâu nay quản theo kiểu là đánh bắt nó lên rồi cướp trứng cá, còn đâu có quản theo kiểu dạy cho nó nhảy nhót với tiền. Các chị thấy nó luận cào cào về cái quản lý của mình. Cái từ mà đất trở xuống của bộ này, từ mà đất trở lên của bộ khác, thì có đùa, nhưng mà không phải bộ khác đâu. Nếu đất rừng thì của bộ tài nguyên môi trường, bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, bây giờ còn đất là của bộ tài nguyên môi trường, nhưng mà đất ở thành phố thì ở đây là của bộ xây dựng, ở dưới là bộ tài nguyên, đúng không? Hay nó nhiều thứ, cho nên là nó rất là rắc rối. Vì vậy cho nên nhà nước có chủ trương thế này, giao hẳn cái loại công ty đó cho những cái cơ quan cụ thể để xác định chủ, phải nha. Ví dụ bây giờ này, ở thành phố Hồ Chí Minh này có khoảng như mấy chục doanh nghiệp công ích được thuộc thành phố, rồi họ đẩy về các quyền ở đâu, quận huyện, thì chủ sở hữu là nằm ở 86 Lê Thánh Tông, cứ yên tâm ở đó, phải chưa? Xin rõ và kiện cáo gì ở đó. Rồi các cái tổng công ty, ví dụ tổng ty cao su thì thuộc Bộ Nông nghiệp, đấy chủ sở hữu là, và 12, 13 cái ông mà có chữ Vina mà quả đóng thép gì đấy mà đóng vô mặt đấy, của Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì là chủ sở hữu là chính phủ, tức là Thủ tướng. Tức là lúc bây giờ anh cứ yên tâm cả nha, anh cứ xem là muốn cần phải đi xin phép chủ thì anh biết được, à anh dỡ quyết định thành lập anh, ai thành lập cái gì, chủ đó. Như vậy là cái việc là chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm một thành viên nhằm xác định được chủ của nó là ai, phải nha, để mà thuận tiện cho giao dịch. Xong rồi cái mối quan hệ bây giờ là định lượng chứ không định tính. Trước đây nó quy định này, đối với những tài sản là nhà xưởng thiết bị quan trọng thì mới đi xin, nhưng biết thế nào là quan trọng thì bây giờ nó nào, nó lấy cái mốc là bằng hoặc là lớn hơn 50% hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo tỷ lệ quy định đấy thì anh mới đi xin, còn dưới mức đó thì tự anh quyết. Đấy. Cho nên có một lần khi tôi giảng cho bên mấy cái nông trường cao su mà theo nghị định 141 thì nó chuyển qua công ty nông nghiệp đấy, một thành viên, thì tôi nói này, mấy ông bây giờ khỏe rồi nha. Đấy, ông này mấy ngàn hecta, nó 5.000, thì ông cứ việc cưa đến 2.400, không cần đi xin gì hết. Còn các vị biết này, cưa mấy chục cây cao su để lấy mảnh đất xây cái nhà trẻ, nó chạy lên anh Việt khởi nghĩa xin ở tổng ty tập đoàn, tất nhiên xin người ta cho, đấy nha, nhưng mà đi xin, bởi vì cây cao su đúng giờ được định nghĩa là tài sản quốc gia mà, cho nên cưa rồi phải đi xin. À, xong rồi thì cái định mức gì về cái tiết kiệm, cái giống trước đây là ví dụ 30 năm thì mới cưa, thì bây giờ cái giống mới đưa vào nó khai thác sớm mà, cho nên thường thường đến năm thứ 20 trở đi là nó bắt đầu nó năng suất nó giảm dần, cho nên nó có thể nó quyết định là nó cưa vậy nha, nó bỏ đi để trồng cây mới. Thì mỗi lần như thế nó lập dụng án đi xin cực kỳ khó khăn. À, tất nhiên người ta cho nhưng mà thủ tục rất rối. Thì bây giờ nó quy định lại là gì, ví dụ anh 5.000 hecta thì anh cứ dưới 50% thì tự anh quyết nha,
Còn từ 50% trở lên thì anh mới đi xin, xin ai, xin chủ, chủ ở đâu, giờ quyết định coi, bây giờ anh biết được. Các bạn đã hay. Nhưng mà các chị biết, khi tôi giảng tôi nói như vậy thì mấy ông nó cười, ông bảo các giám đốc cười, ông nói này, thầy giảng được quý vị cảm thấy phấn khởi, bây giờ nghe cảm thấy trong lòng phấn khởi lắm, rồi xong rồi là đi xin. Bởi vì sao? Thầy giảng ngày hai ngày rồi thầy về, còn tôi là ăn đời ở kiếp, nghe lời thầy không đi xin. Thế nó hỏi sao giờ lại mà không xin gì hết, là thầy nói rồi, dưới 50% tâm quyết. Nó nói, để đó, thầy mày cứu mày. Nó cũng là thanh tra kiểm tra một phát, thấy chưa? Mà trò đời mà thanh tra kiểm tra là cái trò mà lát tìm sâu, thế nào không có sâu, cũng hồ sâu đại trọng. Đấy, tốt nhất là gì? Nghe xong rồi cảm thấy rất là phấn khởi về quyền của mình, rồi đi xin. À, khi mình đi xin, mình biết cách là phải được cho tội nghiệp đi xin. Và người đi xin đôi khi họ cũng mong mình lên xin để họ cho. Và sau này họ kiểm tra mình thì nó thuận lợi hơn. Đây là cái chuyện này thế. Nhưng mà dù sao đi nữa nha, dù sao đi nữa thì cái việc mà xác định chủ và tách bạch về trách nhiệm như vậy thì phù hợp hơn. Hay là ví dụ đối với những doanh nghiệp của những tổ chức chính trị nè, xã hội vân vân, tổ chức đảng đoàn vân vân, thì ví dụ như là anh lập công ty, rồi nếu như công ty đó thua lỗ đấy thì anh là lấy cái ngân sách của anh để anh chia cho nó, nhưng ngân sách của anh là được nhà nước cấp, mà nhà nước lấy từ tiền thuế của dân, đúng không? Cho nên là cái đó nguy hiểm quá. Vì vậy cho nên bây giờ phải xác định anh lập công ty rồi thì công ty đó là trách nhiệm của bạn, và nó giới hạn cái trách nhiệm của anh trong phạm vi phần vốn đại quốc. Thì đấy là các cái loại hình công ty lần này. Các cái tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội phi từ thiện ấy, thì người ta cho rằng cái cách làm ở Việt Nam mình nó hơi dở. Ví dụ như là quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, quỹ này lúc đầu xin được rất là nhiều, lý do bởi vì những người mà lãnh đạo cái quỹ này là những nhân sĩ có uy tín, rồi cả về cuộc đời riêng cũng như cuộc đời chính trị của họ, họ có uy tín. Rồi vì vậy cho nên khi họ mãn nhiệm rồi, họ lập cái quỹ này đó, thì họ đi xin chỗ các công ty vân vân, họ cho rất là nhiều. Rồi bởi vì đây là chuyện từ thiện, hơn nữa cái lòng cảm mến cảm phục của những giám đốc công ty với những cái con người đó, cho nên họ cho. Nhưng chuyện đời mà các chị dù có cảm phục đến đâu đi nữa, lần thứ nhất thì họ cho, họ vĩnh, lần thứ hai họ cho đường đường, lần thứ ba họ né, lần thứ tư là họ từ chỗ thẳng, ví dụ thế bây giờ. Bởi vì cái lúc nào lâu lâu cái sách dạy đến xin thì sao được, biết là anh xin vì mục đích cao cả. Cho nên là các chị để ý là sau này rất là khó. Ví dụ lâu lâu anh xin được khoảng 100 triệu, các anh tổ chức một đợt mổ mắt, mổ cường gì đấy, được cho mấy người, xong rồi cái ngưng rồi cái sau đấy là đi quyên góp tiếp. Nhưng giá mà như này, anh quyên góp như vậy phải nha, anh hình thành một cái quỹ và anh mới thành lập một cái công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cái quỹ đó hay tổ chức đó, và công ty này nó sẽ kinh doanh và nó lấy cái lợi nhuận đó để mà nó đi làm từ thiện thì tốt hơn, hay nó sạch nghiệp thì không biết. Và chính các vị ở nhà ta là sợ nhất là sạch nghiệp mà tiếp, đúng không? Cho nên họ chọn giải pháp an toàn là cái đi xin. Cho nên người ta nói ví dụ như là cái tỷ phú người Mỹ đó, Bill Gates, phải không? Mà người ta nói vui là càng làm từ thiện càng giàu. Vì sao? Là vì hai vợ chồng mới lập một cái quỹ đứng tay mình, đứng tay hai vợ chồng, xong rồi cái lợi nhuận của công ty này cái trích hàng năm qua để cái quỹ đó, phải không? Xong rồi cái quỹ này nó mới đầu tư, nó mua cổ phiếu, nó kinh doanh, và cái lợi nhuận thu được đấy thì nó để lại một phần tích lập để mà tăng cái quỹ nó lên, còn lại để làm từ thiện. Cho nên cùng với thời gian thì cái quỹ nó càng ngày nó càng nhiều lên. Đấy, đại để như thế. Thì đây là cái loại tổ chức xã hội này, phải không? Có nhiều khi các chị có suy nghĩ gì về cái chuyện mà nhiều khi những tỷ phú rất lớn như họ tuyên bố rằng họ chỉ để lại cho con khoảng chừng mỗi đứa con của họ khoảng chừng 10 triệu đô la thôi, để nhiều thì nó sinh hư, để ít thì nó không thể làm ăn được, còn lại cả hàng mấy chục tỷ họ đem họ làm từ thiện. Và khi họ đề xuất ý kiến như vậy rồi thì rất nhiều tỷ phú cũng đồng ý tham gia cái giải pháp đó. Thì cái này cũng là hay, nó cho chúng ta thấy cái sức sống của văn hóa tin lành, cái tôn giáo tin lành, cái triết lý của nó. Rồi họ được là vì xã hội, và vì vậy họ vẫn có trách nhiệm hoàn lại cho xã hội. Cái sự ra đời của một cái trường đại học nổi tiếng của Mỹ là Đại học Stanford, các chị có nghe cái vụ cái chi tiết đó gì? Tức là một bữa nọ là hai vợ chồng trong ăn mặc rất là rách rưới, nghèo khổ lắm, ngồi ở văn phòng để chờ gặp ông hiệu trưởng trường để đề đạt một nguyện vọng, vì con trai của hai vợ chồng này học sinh viên của trường này vừa mới mất bị bệnh,
và họ đề đạt một nguyện vọng. Cái chờ đến chiều rồi hiệu trưởng cứ ra về, cũng không muốn tiếp mà, thì hai ông bà này mới chặn lại đề đạt nguyện vọng. Hỏi sao vì có đứa con mất cho nên muốn làm cái gì để cho trường. Thì hiệu trưởng tưởng nhầm rằng là hai vợ chồng này muốn xây cái mộ và cái gì đấy, thì mới than phiền rằng ông bà cứ tưởng rằng là nếu vậy thì ai cũng đến đề nghị như vậy thì trường này trở thành cái nghĩa trang mất. Thì hai ông bà này có nói là không phải, tôi muốn làm cái gì đấy cho trường, ví dụ xây một cái hội trường cho trường chẳng hạn. Thì hiệu trưởng nói rằng ông bà cũng biết là một hội trường trị giá cả $100,000 không. Thế bà vợ mới nói rằng ô nếu vậy thì tại sao mình không xây luôn một trường nữa nhỉ, bởi vì nếu hội trường có khoảng $100,000 đâu thì mình xây luôn một trường luôn, tặng luôn sang trường ở nhà, và họ xây luôn cái trường đại học Sơn Bắc. Và sau này mới biết đây là hai vợ chồng tỷ phú giàu mỏ Thủ Thiêm, và họ sống một cuộc đời rất là bình dị. Và họ sau khi con họ chết thì họ quay tất cả các trẻ ở thành phố này đều là trời con của họ đấy, và họ làm cái gì để cho xã hội. Cho nên là các cái quỹ xã hội, quỹ từ thiện như vậy thì thường thường là nó hình thành với nhau và nó đầu tư kinh doanh và nó dùng cái tiền đó để làm từ thiện đấy, nó hơi khác của mình thì đại khái là mình sợ, bởi vì nếu kinh doanh mà thua lỗ thì nó mang tiếng, cho nên là cái cách làm từ thiện của mình nó hơi khác như vậy. Rồi tôi nói như vậy là đề rồi với nhau, nhưng mà tôi cảm thấy cái gì hơn mở mặt chút. Trường hợp cuối cùng là cá nhân đấy, đây là trường hợp mà một người bỏ vốn ra để mà làm kinh doanh đấy nha. Nhưng như vậy có nghĩa là hiện nay một cá nhân có thể có hai option và hai lựa chọn với nhau. Lựa chọn thứ nhất là anh bỏ vốn ra để anh lập một doanh nghiệp tư nhân, trách nhiệm vô hạn. Lựa chọn thứ hai là thành lập một công ty, trách nhiệm vô hạn, được chưa? Bây giờ các chị tưởng tượng này, một ngày nọ các chị tiếp hai vị khách đến ký hợp đồng, các chị được quyền chọn một trong hai thôi. Một người là chủ doanh nghiệp tư nhân, một người là chủ công ty trách nhiệm vô hạn. Tất cả những điều kiện khác như nhau hết, các chị chọn ai để ký hợp đồng? Tôi đồ rằng các chị sẽ nghĩ đến chọn doanh nghiệp tư nhân, vì tính chất của doanh nghiệp tư nhân là gì? Trách nhiệm vô hạn, phải chưa? Họ dùng toàn bộ tài sản của mình để mà chịu trách nhiệm. Còn công ty trách nhiệm vô hạn thì chịu trách nhiệm trong phạm vi 4 điều lệ thôi. Ví dụ ông A có 10 tỷ đồng, bỏ 2 tỷ ra lập doanh nghiệp tư nhân, sau thời gian làm ăn thua lỗ nợ đến 5 tỷ, thì ngoài 2 tỷ của doanh nghiệp ra, ông ta phải lấy tiền nhà ra 3 tỷ để mà trả nợ trách nhiệm vô hạn. Ông B có 10 tỷ đồng, bỏ 2 tỷ để lập công ty, sau thời gian làm ăn thua lỗ nợ đến 5 tỷ thì ông B cũng chỉ chịu trách nhiệm đến 2 tỷ thôi. Như vậy thì với tư cách là đối tác làm ăn với họ thì thường là chúng ta sẽ chọn gì? Doanh nghiệp tư nhân, đúng không? Vì có gì nó cào nhà tới nó trả, với điều kiện nó có nhà để cào, đúng không? Trong thực tế thì doanh nghiệp tư nhân trách nhiệm vô hạn các chị, nhưng mà vấn đề đặt ra là ở chỗ là nó có tài sản đến đâu để mà chịu trách nhiệm, đúng không? Nó có tài sản đến đâu, chứ còn nếu như không có tài sản gì cả thì là không phải là trách nhiệm vô hạn mà là vô trách nhiệm. Chủ doanh nghiệp tư nhân có hành vi lừa đảo rồi bị kết án tù thì thường thường trong bản án cái này, ngoài cái án tù ra thì nó có cái phần về trách nhiệm dân sự bồi thường, phải không? Ví dụ bồi thường cho những người bị hại vân vân là bao nhiêu tỷ, nhưng thường thì cái phần đó là rất khó thực hiện, án thì vẫn tuyên nhưng không thực hiện được. Thế rồi thì sau khi người này hết án tù rồi thì trở về, thì những người mà bị lừa còn nợ họ đấy thì họ theo dõi, họ đòi thì thấy là người này về ở nhờ một cái nhà bà con, thêm một căn nhà có đùng, và người ta theo dõi, người ta thấy có hiện tượng là chủ nhà có vẻ sợ thằng ở nhờ. Nó đi đêm đi hôm về, nó ngồi trên xe, nó nhấn gọi xe một cái là hai chồng chủ nhà chạy ra mở cổng và đứng hai bên cổng chờ thằng ở nhờ lấy xe vô đóng cổng, không biết sao vậy mà dùng giấy tờ đứng tên. Sau rồi người ta theo dõi tiếp, người ta thấy là chiều nào cũng lái xe vô nhà hàng nhậu hết, lòng người ta mét tin hết. Thế nhưng mà khi hỏi thì ông này trả lời này, em về em ở nhờ nhà ông anh bà con, nếu không tin thì nó kiểm tra giấy tờ nhà, đứng tên cho mình. Cái thứ hai là em làm đơn xin việc chỗ này chỗ kia, nhưng cái lý lịch em như thế không có nơi nào nhận, em buồn ghê lắm. Thế ông anh em cũng nói thôi em ở đây nghỉ ngơi đến đâu được tính, đừng có buồn. Em có buồn anh cho anh đi tìm đi nhậu, nếu một ngày nếu em mấy triệu. Thì mấy triệu các em vào nhà hàng nhậu, ở ngoài vỉa hè thì nhậu nó không hết tiền.
Thế là tình cờ em vào đó em gặp rất nhiều bạn tù của em. Cái nào cũng thấy em có đang mình làm. Được rồi, người nhà cho tiền. Chúng em mình làm cái dạng giống như câu lạc bộ cửu tùng. Này, em đãi nhà hàng này, mai cửu tùng kia đãi nhà hàng kia. Cho em sống con ngại buồn lắm. Xong rồi cái em mượn chiếc xe ông ra của cũ của ông anh em đi, ông rầy. Ông nói em đi xe ông ra làm xấu hổ anh. Thôi để anh mua cho em chiếc xe hơn. Thế thôi, vé cờ xe đến tên cho anh em ở nhờ, đi xe hơi nhờ. Nhậu nhờ, không có gì. Ai cũng biết nó là cái gì, nhưng ở Việt Nam mình được bị buồn. Đúng không? Ở các nước thì nó có thể làm ra được. Nhưng ở Việt Nam mình buồn. Cho nên nó là trách nhiệm của hàng nhiều khi nữa là vô trách nhiệm. Hồi xưa có cái ông là, ông tên là Lâm Cẩu. Ông tuyên bố một câu sinh dần là còn cái quần sờ đón cũng cảm. Cuối cùng thì ai mà ở thực lập hiện cái đồng thạc cuối cùng đó. Trách nhiệm của hàng, giờ sao? Đấy, trách nhiệm của hàng, cái gì nó cũng mơ hồ lắm. Trong khi đó thì mình làm ăn với công ty thì mình thấy rất rõ là gì? Nó nói rằng tài sản tao bao nhiêu không biết, tao đầu tư 2 tỷ mà nha, tao chịu nhiệm cái đó. Được không? Có an toàn không? Cũng chưa chắc. Bây giờ nghe kể tiếp nè. Ông B bỏ ra 2 tỷ để làm một công ty, một thành viên. Đúng không? Do mình làm chủ, làm giám đốc luôn. À, công ty thì cần phải có trụ sở chứ. Thế là ông B đi tìm căn nhà thuê làm trụ sở công ty. B là con người rất là khó tính, cho nên sau nhiều ngày lặn lội tìm kiếm, B tìm được căn nhà rất ưng ý, quyết tâm vô thuê, vô hỏi chủ nhà, hóa ra chủ nhà là vợ B. Thế là B chồng ký hợp đồng thuê nhà của B vợ, làm chủ sở công ty. Và do thấy tài giám đốc này nó thích căn nhà của mình quá, cho nên bà vợ hét giá cao gấp đôi. Được không nào? Hợp đồng như vậy được, luật không cấm, luật chỉ yêu cầu là mở cái sổ riêng để theo dõi thôi, cái luật không cấm. Đấy. Xong rồi thì ở tại công ty đó mấy ngày thì tay giám đốc tự dưng nó thích cái bà chủ nhà. Thế là từ đó trở đi, đi ăn, đi chơi chỗ này chỗ kia, nó dắt và nó theo. Hay chưa? Rồi lấy cái bill về thảy cho kế toán, làm sao làm cho cất cho chú cả. Như vậy là nhập chi tiêu cá nhân, chi tiêu gia đình vào chi tiêu doanh nghiệp. Đấy. Và với lớn làm ăn như vậy, sau thời gian thì công ty vỡ nợ. Hay chưa? Chủ sở hữu công ty tuyên bố, chúng em là trách nhiệm của bạn, còn bao nhiêu trả bấy nhiêu, hết cầu. Không ăn được. Trong khi đó chúng ta thấy là bắt đầu có hiện tượng là dịch chuyển tài sản của công ty về cho gia đình, rồi nhập chi tiêu cá nhân, chi tiêu đình và chi tiêu doanh nghiệp. Đúng không? Thì đây là những vấn đề mà trong thực tế cái công ty một thành viên là cá nhân nó cũng đầy đủ rồi. Vậy thì kiếp đồng với ai? Câu trả lời là cũng không biết. Nhà làm luật không có tạo ra một cái doanh nghiệp nào mà an toàn cả đâu. Không ai làm việc đó. Mà vấn đề là họ đưa ra nhiều cái lựa chọn khác nhau. Và khi anh làm ăn với công doanh nghiệp nào thì anh biết được cái bản chất pháp lý của doanh nghiệp đó làm sao nha, để anh có những cái biện pháp. Chứ còn nếu mà mình hình dung có một doanh nghiệp nào đấy mà nó cực kỳ an toàn thì nó không có đâu. Mỗi doanh nghiệp nó có những cái đặc điểm khác nhau. Thế thì cái đặc điểm của công ty một thành viên đó là cái gì? Đó là anh biết là một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ thôi nha, và cái người chủ đó chịu trách nhiệm trong phạm vi cái phần vốn đã góp có điều lệ thôi. Như vậy có nghĩa là nó là pháp nhân độc lập và nó có quyền, với tư cách là pháp nhân đấy, nó có quyền độc lập tự chủ và nó chịu trách nhiệm trong cái vụ của nó. Đấy, thì đấy là những cái mà anh biết về đối tác của anh để anh làm ăn. Bây giờ về vấn đề vốn của công ty này thì nó đơn giản như này. Các chị cứ liên tưởng về cái vốn và thực hiện có vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn vừa học và ở đây cũng được. Chỉ có điều nó hơi khác một chút là công ty trách nhiệm hữu hạn là nhiều người có vốn, ở đây là một chủ thôi mà. Thì chủ có vốn. Vốn điều lệ của công ty một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Đấy. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp. Thế nếu như sau khi hết hạn 90 ngày nha, mà chủ sở hữu cũng không góp đủ thì sao? Nếu luật cũ nó nói rằng là không được giảm vốn thì đây trong trường hợp này người ta cho rằng là có quyền giảm vốn. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định 90 ngày đấy, thì chủ sở công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp thực chất trong trường hợp này tức là gì? Tức là điều chỉnh lại vốn, tức là giảm vốn theo cái vốn thực góp. Và chủ sở hữu vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi. Tức là cái khoảng thời gian 90 ngày, các chị liên tưởng lại công ty hai thành viên hồi nãy với nhau. Thì trong thời gian 90 ngày thì anh vẫn phải chịu trong phạm vi cam kết. Còn từ ngày 90 cộng 1 để đi thì khi đăng ký điều chỉnh lại thì anh chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết.
À, nếu như các chị gặp những cái câu hỏi liên quan đến chỗ này thì các chị chịu khó nhớ dùng một hai cái chữ là trong phạm vi số 4 đã cam kết hoặc là trong phạm vi số 4 đã góp. Được chưa? À, từ ngày thứ nhất đến ngày 90 thì anh chịu trách nhiệm trong phạm vi số 4 đã cam kết góp. Còn từ ngày thứ 91 trở đi đấy thì anh chịu trách nhiệm trong phạm vi số 4 đã góp. Anh lưu ý chỗ đó. Chủ sở chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp đủ, không góp đúng hạn mục điều lệ. Đây. Như vậy trong trường hợp này cũng có nghĩa là gì? Anh chịu trách nhiệm trong phạm vi số 4 đã cam kết. Rồi tiếp theo, trong trường hợp chủ sở công ty chuyển nhượng tặng cho thì cũng giống như vậy thôi. À, thì ở đây lưu ý này nè. Nếu như chuyển nhượng tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác thì lúc bây giờ buộc lòng phải chuyển đổi sang loại hình công ty hai thành viên trở lên, đấy nha, rồi chuyển đổi một phần mà thì nó sẽ xuất hiện nhiều thành viên khác, hoặc là công ty kết nhập thêm thành viên mới thì công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần và thực hiện cái việc đăng ký thay đổi đó theo quy định. À, tôi quen nói các anh chị hồi sáng ấy, cái chuyển đổi công ty nó có mấy trường hợp ạ? Các chị về đọc thêm vậy nha. Hồi sáng tôi chỉ nhấn mạnh cái chỗ chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn thôi. Nhưng mà trong thực tế hiện nay nó chuyển đổi có mấy loại này. Từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty hai thành viên và ngược lại. Rồi chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và ngược lại. Vậy nha. Đấy, chỉ có một điều là chỗ công ty hợp danh hiện nay thì chưa thấy có quy định chuyển đổi thôi. À, nhưng mà những hình thức chuyển đổi như vậy là phổ biến. Rồi tiếp theo là trường hợp chủ sở công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở công ty, thì cũng giống như trường hợp một thành viên bị kết án tù như vậy. Rồi trường hợp chủ sở công ty là cá nhân chết thì người thừa kế là chủ sở hữu hoặc là thành viên của công ty. Nếu là có trường hợp ví dụ có hai ba người thừa kế vậy nha, mà ba người thừa kế đồng ý với nhau rằng họ đều là thành viên công ty thì lúc giờ công ty sẽ chuyển đổi thành công ty hai thành viên trở lên. Còn nếu chỉ có một người thừa kế thì lúc bây giờ là người thừa kế là chủ sở hữu. Rồi trường hợp chủ sở công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế thì áp dụng theo cái quy định của luật nhân sự. Thì đấy là cái cho nên các chị cứ nhớ cho là những cái quy định về vốn của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào nha, thì cơ bản có thể áp dụng về cái điều này của công ty một thành viên, của cho chủ sở hữu công ty một thành viên. Tương tự như vậy là trường hợp hạn chế và mất năng lực hành vi dân sự thì áp dụng quy chế giám hộ, phải nha. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn gốc của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc là thành viên công ty. Bởi vì ví dụ như là nó cái chuyển nhượng cho nhiều người thì nhiều người đó thì nó đều là thành viên và buộc lòng phải chuyển đổi thành công ty hai thành viên trở lên. Còn nếu một người thì lúc đó là chủ sở hữu công ty. Vâng vâng, thì đấy là những cái quy định. Bây giờ về quyền của chủ sở hữu công ty thì trong các quyền của chủ sở hữu công ty thì các chị cứ liên tưởng cho tôi như này, có ba cái cụm này giống nhau này: quyền của hội đồng thành viên, quyền của chủ sở hữu công ty và quyền của đại hội đồng cổ đông. Thì về cơ bản những cái nhóm quyền này nó giống nhau và nó có nằm trên ba cái nhóm quyền của nha. Nhóm thứ nhất là các cái quyền liên quan đến vấn đề tổ chức hoạt động kinh doanh. Rồi những cái nhóm thứ hai là các quyền về vấn đề quản trị tài chính của công ty. Và nhóm thứ ba là các quyền liên quan đến tổ chức quản trị nội bộ của công ty. Các chị nhớ như thế phải nha, để cho nó dễ cái cách trình bày hơn. À, như vậy là các chị cứ nhớ, có thể học kỹ các quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Xong rồi từ đó các chị có thể phân ra các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và các quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần. Thì như thế cho nó dễ. Ví dụ như là quyết định điều lệ này, rồi quyết định chiến lược phát triển, quyết định cơ cấu tổ chức quản lý, vân vân, thì tất cả những cái này nó giống. Ở đây có một cái chỗ tôi lưu ý các chị này là chủ sở hữu có quyền thông qua hợp đồng vay cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc là lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc tỷ lệ khác có giá trị nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty. Thế thì cái chỉ có công ty cổ phần thì nó có hơi khác một chút là cái 35%. Còn lại thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên một thành viên nó đều giống nhau ở cái mức là bằng hoặc là lớn hơn 50% hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ của công ty. Cái cụm từ như vậy chúng ta cũng quen thuộc rồi.
rồi quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc là lớn hơn 5% tổng giá trị được ghi hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ vân vân, thì những cái quyền đó là thuộc về chủ sở hữu. Nếu như công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì quyền đó thuộc về hội đồng thành viên, đúng không? Thì trong công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì quyền đó thuộc về chủ sở hữu. Đấy, chỉ vậy cho nó tiện cho các chị trong cái phân tích dễ nhớ hơn. Trong trường hợp thứ hai, chủ sở hữu công ty là cá nhân thì có các quyền sau đây. Trong đó thì có quyền quyết định nội dung điều lệ công ty này, quyết định đầu tư kinh doanh, rồi quyết định tăng vốn điều lệ chuyển nhượng, rồi quyết định sử dụng lợi nhuận vân vân. Bởi vì sao? Cái loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở là tổ chức ấy, thì nó thường thường nó có sự tách bạch giữa chủ sở hữu với những cái người quản lý điều hành. Còn trong trường hợp chủ sở công ty là cá nhân thì cái mô hình chút nữa các chị sẽ thấy đó, là chủ sở công ty đồng thời là chủ tịch công ty và có thể kiêm luôn giám đốc một loại công ty 2 trong 1 ấy. Còn cái loại chủ sở công ty là tổ chức thì cái tổ chức đó nó không trực tiếp tham gia mà nó sẽ cử một người làm chủ tịch công ty hoặc nó cử 2 người trở lên làm hội đồng thành viên. Vì vậy cho nên nó mới có cái quy định về cái giới hạn 50%. Còn đối với cá nhân thì nó không đặt ra vấn đề này. Nghĩa vụ thì ngoài nghĩa vụ phải góp đầy đủ vốn đúng hạn và đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ, tuân thủ điều lệ công ty, thì ở đây nó có quy định này: phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở công ty và tài sản của công ty. Chủ sở công ty là cá nhân và tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là chủ tịch công ty và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Quay trở lại cái ví dụ tôi nói khi nãy nha, thì cái hành vi của người giám đốc công ty một thành viên nhập chi tiêu cá nhân, chi tiêu đình vào chi tiêu doanh nghiệp đấy, thì đây là một hành vi mà được coi là vi phạm. Và nếu như sau này công ty này lâm vào tình trạng phá sản thì sao? Kịch bản về mặt lý thuyết và pháp luật là như thế này. Tòa án có quyền yêu cầu kiểm tra tất cả những cái giao dịch và những cái chi phí của ở trong công ty và loại những cái chi phí của cá nhân và gia đình, phải nha, và buộc chủ sở công ty phải lấy tài sản riêng của mình ra để mà thanh toán lại. Đấy. Thế trong trường hợp này nó rơi vào cái tình huống mà tôi nói các chị cái sáng ấy, là phá hạn trách nhiệm đấy, phải nha. Tức là mức độ trách nhiệm nó vượt ra khỏi cái giới hạn của anh. Anh không thể nói rằng anh có 2 tỷ hay 2 tỷ thôi. Bởi vì trong trường này anh nhập chi tiêu cá nhân, chi gia đình hoặc anh ký những hợp đồng với người thân của anh với giá cao, thì như vậy trong trường này anh phải dùng tài sản riêng của anh để anh trả hoàn trả cái lại cho công ty, rồi công ty dùng cái đó để mà thanh toán nợ. Nếu như sau khi dùng tất cả những cái khoản anh hoàn trả đó để thanh toán nợ mà vẫn không thanh toán đủ thì lúc giờ vấn đề trách nhiệm của hạn là này. Tất nhiên chúng ta đang nói đây là vấn đề quy định pháp luật và vấn đề lý thuyết, còn trong thực tế đây là vấn đề gian nan. Ai làm trong thực tế thì biết thế nào. Nhưng mà thôi, mình đang thi mà, đúng không? Thì mình cứ làm đúng thi như thế, mặc dù trong bụng mình nói rằng đừng có hỏng. Nhưng mà bây giờ thi thì phải làm đúng như thế nha. Tôi cũng biết cái chuyện này. Cho nên nói thiệt với chị, hôm sau này hầu như tôi không giảng cho sinh viên chính quy nữa, bởi tôi khó giảng lắm. Tôi giảng cho chủ yếu là lớp cao học, mà tôi giảng cho các bên trường face bên ngoài thôi. Chứ mà tôi giảng các chuyện như thế này thì nói nó dễ nghe, phải nha. Chứ còn bây giờ giảng cho các em nhiều khi nó cũng khó. Điều nó quy định như vậy mà giờ mình biết sao thì được. Nhưng mà thôi. Xong rồi nhiều khi mà đem ra cái này mà nói cho mấy lớp giám đốc hoặc là nói tôi hay giảng với nhau giảng cho công ty đó mà nói ra cái này họ nói là nói chuyện vớ vẩn ở đâu không, phải không? Mà phải nói những cái chuyện thực tế đó, thậm chí bày họ những cái kiểu gì nữa, phải không? Thôi thì mình thi mình phải nhớ cái này, phải không? Thì các chị đem cái thực tế vô là rất đấy, phải không? Cứ nói từ đúng như vậy đi. Tiếp theo, chủ sở công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng. Như vậy có nghĩa là rút trực tiếp thì không được, mà rút vốn bằng cách chuyển nhượng, phải nha. Thì chuyển nhượng ở đây sẽ có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu anh chuyển nhượng toàn bộ vốn cho một tổ chức hoặc cá nhân khác thì lúc bây giờ dẫn đến một hệ quả là gì? Chuyển đổi chủ sở. Trường hợp thứ hai là anh chuyển nhượng một phần vốn cho tổ chức cá nhân khác thì lúc bây giờ sẽ dẫn đến hệ quả là chuyển đổi mô hình công ty, phải nha, từ 1 thành viên sang 2 thành viên. Rồi chủ sở công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. Đấy, mặc dù nó vẫn cứ rút thực hiện các nghĩa vụ khác của mình. Thì đấy là một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ. Cái điểm mới của luật hiện nay đó là thừa nhận cái quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
trong vấn đề thay đổi vốn điều lệ, tăng hoặc giảm. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp thứ nhất là hoàn trả lại một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty. Nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả, thì cái này cũng giống như hồ sản, phải chưa? Cái thứ hai là sau 90 ngày nếu như chủ sở hữu công ty không thanh toán đủ thì công ty phải tiến hành thủ tục là điều chỉnh lại vốn điều lệ, phải chưa? Trên cơ sở cái phần vốn thực góp. Đấy là vấn đề thay đổi vốn điều lệ. Còn tăng vốn điều lệ thì cũng có mấy trường hợp tăng vốn điều lệ, phải chưa? Là có thể chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc quy động thêm vốn góp. Thế thì bây giờ nếu đầu tư thêm thì không thay đổi mô hình, nhưng nếu quy động thêm vốn góp từ những người khác cái gì thì phải dẫn đến là thay đổi mô hình, vâng không? Đấy. Đấy là một số cái quy định về vốn. Bây giờ về cái tổ chức quản lý công ty, các chị nhìn trên bảng cái mô hình này. Mô hình tổ chức quản lý công ty này nó diễn đạt ba cái mô thức quản lý công ty. Trường hợp thứ nhất là công ty có nhiều hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân. Thì trong trường hợp này, chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty. Cái vòng tròn đó là biểu tượng cái trường hợp này. Hai cái chức danh này là một người, là cá nhân mà. Xong rồi chủ tịch công ty sẽ bổ nhiệm giám đốc. Và trong hầu hết các trường hợp thì người ta thấy là chủ tịch công ty kiêm luôn giám đốc luôn. Đây là trường hợp mô hình 3.1. Chủ sở hữu công ty là chủ tịch công ty đồng thời là giám đốc. Mô thức thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức. Và thường thường đây là những cái công ty mà có quy mô vừa thôi, quy mô nhỏ. Thì trường hợp này chủ sở hữu sẽ bổ nhiệm một người làm chủ tịch công ty. Tôi nhắc lại là trong trường hợp này chủ sở hữu không kiêm nha, không kiêm nhiệm chủ tịch. Nếu là cá nhân thì chủ sở hữu đồng thời là chủ tịch. Nhưng nếu là tổ chức thì chủ sở hữu không kiêm nhiệm. Chủ sở hữu sẽ bổ nhiệm một người làm chủ tịch công ty. Và sau đấy một là ủy quyền cho chủ tịch công ty lựa chọn tổng giám đốc, hai là chủ tịch công ty sẽ giới thiệu và chủ sở hữu bổ nhiệm giám đốc. Đấy là cái mô thức thứ hai. Mô thức thứ ba là công ty chấp nhận một thành viên chủ sở hữu là tổ chức và có quy mô lớn hoặc là công ty mẹ của tập đoàn. Thì trong trường hợp này chủ sở hữu sẽ bổ nhiệm từ hai người trở lên để hình thành đây một cái gọi là hội đồng thành viên, và chủ sở hữu sẽ bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên luôn, xong rồi giao cho hội đồng thành viên là bổ nhiệm giám đốc. Ngoài ra thì chủ sở hữu sẽ bổ nhiệm từ 1 đến 3 người làm kiểm soát viên và giao cho kiểm soát viên một cái quyền là kiểm tra giám sát hoạt động của hội đồng thành viên và của giám đốc. Đấy như thế. Ông chủ đưa tiền cho một người là chủ tịch công ty hoặc một nhóm người nắm giữ là hội đồng thành viên. Xong rồi dặn hàng ngày mà đưa tiền cho này đi chợ là giám đốc. Nhưng ông chủ sợ hai này toa đập ăn gian mới cử thằng thứ ba bảo mày dồn ngó hàng ta cho tao, đó là kiểm soát viên. Cái mô thức nó như vậy. Ở đây có hai điểm lưu ý. Điểm thứ nhất, hồi nãy giờ có cái chữ mà tôi nói đi nói lại suốt đến 6 lần rồi. Chữ gì biết không? Bổ nhiệm. Được chưa? Chủ sở hữu bổ nhiệm chủ tịch công ty, bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm hội đồng thành viên, bổ nhiệm kiểm soát viên, công an. Được cái nào? Tại sao là bổ nhiệm mà không phải là bầu? Lý do vì sao? Một chủ khi có từ hai người trở lên, người vốn nhiều vốn ít thì mới sinh ra cái chuyện bầu, còn một người thì trong trường hợp này là gì? Bổ nhiệm chứ không có bầu, phải không? Chủ sở hữu bổ nhiệm, còn phương thức bổ nhiệm thế nào đấy là chuyện của chủ sở hữu. Cái điểm lưu ý thứ hai, nhìn vào đây chúng ta thấy cái vai trò của kiểm soát viên là quan trọng lắm. Các chị nhìn đấy, thường thường ở trong các chị có đọc nghị định 51, các chị để ý một cái cụm từ nó đi liền với nhau. Tất nhiên bây giờ nghị định này nó cũng thay đổi rồi, nhưng mà có một cái cụm từ đi liền của nhau là viên chức quản lý doanh nghiệp, thì gồm đó là gì? Chủ tịch hội đồng thành viên của hội đồng thành viên, phải nha, giám đốc và kiểm soát viên. Những người này nó nằm trong cái cụm từ gọi là viên chức quản lý. Đấy. Và kiểm soát viên là do chủ sở hữu bổ nhiệm. Nhưng hiện nay thì cái cơ sở bổ nhiệm chủ sở bổ nhiệm kiểm soát viên nó lại rất là không hay, là theo đề nghị của giám đốc công ty chủ sở bổ nhiệm, phải chưa? Cho nên thường thường là đôi khi chủ sở người ta sẽ chọn một, người ta chọn những cái người mà người ta bổ nhiệm đấy, có thể là những người cùng cánh hoặc là người thế nào họ dễ chi phối được. Đấy. Cái thứ hai là tôi có cảm giác rằng cái người kiểm soát viên và chủ sở hữu bổ nhiệm đấy
thường thì không phải là những người mà có nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kế toán. Bởi vì trong luật chúng ta biết rồi, tức là nó yêu cầu trong đó phải có ít nhất một người, phải nha, có cái chuyên môn về kế toán, hoặc là luật bây giờ nó nói là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp đấy. Đấy. Nhưng còn những người khác thì không nhất thiết. Vì vậy cho nên việc bổ nhiệm như vậy làm cho kiểm soát viên nhiều khi sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Đấy là chưa kể là cộng thêm cái việc là anh được giới thiệu lên cho chủ sở bổ nhiệm. Đấy. Và tiền lương hiện nay thì doanh nghiệp vẫn trả nhưng mà không trả trực tiếp. Đấy nha. Trả cho chủ sở hữu và chủ sở hữu trả cho các kiểm soát viên. Nhưng mà ngoài lương ra thì còn có nhiều khoản khác anh được hưởng ở tại công ty. Vì vậy cho nên là cái đó nó làm nhiễu cái hoạt động kiểm soát rồi. Thậm chí có một trường hợp mà hỏi thầy, bây giờ nguyên tắc quy định là chúng em được quyền là thẩm định báo cáo tài chính, phải nha, giám sát thường xuyên hoạt động của giám đốc và hội đồng thành viên, rồi cái thứ hai là thẩm định báo cáo tài chính, rồi báo cáo hoạt động kinh doanh và các báo cáo khác, và trình cái báo cáo thẩm định của mình lên chủ sở hữu, cái quyền ghê gớm. Nhưng bây giờ nếu chúng em phát hiện ra có những cái sai phạm, chúng em không ký vào trong cái báo cáo đó thì sao? Ký thì sao? Tôi nói cái chuyện đó chuyện của anh, nhưng tôi sao biết được? Không nói, nhưng mà đại khái tại cho tư vấn, tôi nói thiệt, tôi chỉ nói anh này nè, không ký chết ngay, ký chết từ từ, làm chết. Anh chọn cái chết như thế nào đấy mà vợ con nó cảm thấy chấp nhận được. Bây giờ lương anh ăn ở đâu rồi, phúc lợi tất tần tật anh ăn ở đâu vậy nha? Bây giờ mà anh không ký, anh đứng anh đối lập lại với toàn bộ cái phần còn lại trong doanh nghiệp để nó diệt anh cái một ngày tháng khác. Còn nghe là chính ngay, còn anh ký thì chết từ từ, chết chìm, chết chừng thì biết đâu thì nó chìm như thế, nó vớ được cái cọc rồi thì mình trụ lại. Anh nói như vậy, ý thầy nó là cứ ký gì, tôi nói không ai không mới nghe. Tôi nói cái đầu ra đây ra tòa ông bảo là ông thầy cũng nói như thế không được. Tôi chỉ nói rằng là như thế không có tiền hết. Hay là mấy cái doanh nghiệp mà hồi xưa mà doanh nghiệp công ích của thành phố mà bị đưa ra tòa ấy, bốn ông ấy, sau đấy thì thành phố mới xin nó thôi để tự xử lý nội bộ ấy, xử lý cái này cũng như ông nặng hơn nữa. Nhưng mà những xui anh nào là bị đó thôi, mà nhất là ngôn từ của báo chí nó nhiều lắm. Ví dụ lương tháng 100 triệu thì nghe nó bình thường, mà anh bảo lương 1 tỷ mấy một năm thì tự dưng là nó quản. Cũng giống như là chất phục aldehyde, chất phục môn này kia ướp vô bánh phở thì thiên hạ bình dân ăn như vậy không sao, đến khi nó chất ướp sát cái tự dưng thiên hạ quán hầu. Cái ngôn từ nó quan trọng lắm, cái gì thế thì nó không nói lương tháng, mà nếu lương tháng 100 triệu thì người ta thấy bình thường đúng không? Biết rằng như vậy là nếu như áp dụng cái 51 thì nó xếp vào loại 2, thì lương giám đốc có 40 triệu thôi, ví dụ thế. Nhưng mà thì cái lương cỡ 100 triệu không có gì, nhưng mà nó 1 tỷ mấy một năm là tự dưng thiên hạ quản đi. Nhưng mà dù chia ra chuyện đó, thế là cuối cùng là mấy ông nó là chủ, phải không? Thì lúc bây giờ thì tôi có giảng cho chương trình đào tạo kiểm soát viên mà, thì cũng có một số ông là mới hỏi bây giờ sao, tôi nói bây giờ sao là sao, bây giờ tôi hỏi là lương ông nói như vậy lương ông nhiêu, ông nói thiệt đi, ông nói thiệt cũng khá khá như vậy, có nghĩa là thì ông cái chịu, ông có chịu như bây giờ nó sao giờ, phải không? Bởi vì nhiệm vụ của ông là kiểm tra, ở nhà giám sát, ông giám sát thế nào mà ông để như vậy, ông nói thầy nói thế thôi chứ làm sao làm được, tôi nói đúng, đây là vấn đề. Cái khó hiện nay là mặc dù mình nhìn vào cái mô hình này mình thấy vai trò kiểm soát viên rất lớn phải không? Nó kiểm tra giám sát, nó có mấy chữ này, giám sát này, rồi kiểm tra này, thẩm định này, rồi báo cáo kết quả thẩm định nó lên chủ sở hữu, tức là mét lên chủ sở hữu cái gì đó, phải không? Như vậy quyền nó rất lớn, nhưng mà thực ra mà nói thì nó còn... trước đây cái thông tư liên tịch 07 nó xếp cái hệ số lương và nó ngang với trưởng phòng, gần đây thì cái 51 nó xếp ngang với lại là phó giám đốc, đúng không? Thì như vậy cũng còn được. Rồi bây giờ này trong cái quyết định á thì nó thường quy định là nhiệm kỳ của kiểm soát viên là không quá 5 năm, nhưng hiện nay một số nơi người ta vẫn vận dụng cái quyết định 35 của thủ tướng trước đây á, người ta bổ nhiệm 3 năm. Trong khi đó thì 3 năm sau rồi thì xem xét bổ nhiệm lại. Trong khi đó thì cái nhiệm kỳ của giám đốc của hội đồng thành viên ấy là 5 năm. Vì vậy cho nên là trong ngoài thì cái anh kiểm soát viên ấy anh ở vào cái thế nó rất là khó để làm việc. Nhưng mà thôi, thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến cái thực tế. Bây giờ còn chúng ta học thì chúng ta hiểu cái mô hình là vậy. Đấy. Thì tất cả những mối quan hệ này là thông qua bổ nhiệm. Hiện nay thì các vị chú ý thế này. Như vậy thì có hai cái mô hình phải nha. Mô hình thứ nhất là nếu bổ nhiệm một người, đấy,
làm đại diện thì nó là mô hình chủ tịch công ty, giám đốc và kiểm soát viên. Còn trường hợp thứ hai là bổ nhiệm hai người trở lên, đó là mô hình hội đồng thành viên, giám đốc và kiểm soát viên. Đấy là hai cái mô hình quản lý công ty. Trong trường hợp thứ hai là công ty có chủ sở hữu một thành viên là cá nhân, thì có là chủ tịch công ty, chủ sở hữu đồng thời là chủ tịch công ty nha. Đấy, và chủ tịch công ty có thể bổ nhiệm giám đốc vân vân. Thì đây là những cái trường hợp mà tôi minh họa trở lại theo cái sơ đồ này. Cũng giống như điều 67 của luật doanh nghiệp, thì trong luật có quy định về những cái hợp đồng, những giao dịch của công ty với người có liên quan. Giống như sáng nay tôi nói rồi đó, với người có liên quan. Thì trong trường hợp nếu anh ký kết hợp đồng giữa công ty với những đối tượng có liên quan này, thì người ký kết hợp đồng phải thông báo cho hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, giám đốc, tổng giám đốc, kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối hợp đồng giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó. Như vậy thì đến đây thì chúng ta thấy là gì? Là nó giống như là trách nhiệm của bạn mà tôi nói khi nãy đúng không? Tức là cái người khi anh ký kết hợp đồng với người có liên quan thì anh phải nộp cái dự thảo hợp đồng đó lên cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên và ban kiểm soát nếu có để họ xem xét. Thì ở đây là nộp cho chủ sở hữu nha, chủ tịch công ty, giám đốc, kiểm soát viên về cái hợp đồng đó. Nhưng cái cách thông qua thì là khác. Ở trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên thì họ thông qua theo nguyên tắc là biểu quyết, và tỷ lệ là bao nhiêu? 65%, và cái người có liên quan thì không được tham gia biểu quyết. Nhưng đặc điểm của nó là trong công ty một thành viên đấy, thì cái cách biểu quyết nó có khác như này. Là trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty và kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông báo. Theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết và người có lợi liên quan không được quyền biểu quyết. Đây là một trường hợp duy nhất trong luật doanh nghiệp mà kiểm soát viên được quyền biểu quyết. Và đây cũng là trường hợp duy nhất mà việc biểu quyết này là theo tỷ lệ người chứ không theo tỷ lệ bộ. Cái một người một phiếu. Trong những trường hợp khác thì kiểm soát viên được quyền dự họp và có ý kiến thôi chứ không được tham gia biểu quyết. Đây là trường hợp này. Ví dụ bây giờ ông giám đốc công ty phải ký hợp đồng với một doanh nghiệp của người nhà của ông, thì ông phải nộp hợp đồng nó lên cho hội đồng thành viên, phải nha. Rồi sau đấy thì hội đồng thành viên, chủ tịch công ty và kiểm soát viên phải họp để biểu quyết, và ông giám đốc đấy thì không được tham gia biểu quyết, nhưng mà phải loại ông này một phiếu ra, phải nha. Còn những người còn lại thì bỏ một người một phiếu và biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Đấy. Vân vân, thì đấy là còn lại những cái trường hợp hợp đồng giao dịch mà vi phạm như vậy thì bị coi là vô hiệu vân vân, thì nó cũng giống như trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn vậy. Hợp đồng giao dịch giữa công ty một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty. Cho nên cái trường hợp mà ông giám đốc công ty thuê nhà của vợ ổng hoặc thậm chí thuê nhà của chính ổng thì cũng được hơn, nhưng mà ở đây người ta yêu cầu là phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng để sau này nếu như mà có những cái dấu hiệu bất minh trong những hợp đồng này thì tòa án có thể yêu cầu cá nhân cái người chủ công ty đó phải hoàn trả bằng tài sản riêng của mình đối với những cái giao dịch loại này. Đấy là một số nội dung trong loại này. Tôi muốn dành ít một số phút nữa tôi nói về cái giao dịch nhà nước một chút. Hồi nãy giờ khi nói về công ty một thành viên và là tổ chức thì hầu như chúng ta nói về doanh nghiệp nhà nước, đúng chưa? Vậy thì câu hỏi được đặt ra tại sao trong luật doanh nghiệp phải có một cái chương 4 về doanh nghiệp nhà nước? Mặc dù trong chương 4 này rất nhiều nội dung nói rằng xem chuyên ban, vậy nha. Tuy nhiên vẫn phải tách ra. Đây là vấn đề mà cũng gây nhiều tranh cãi lắm. Ví dụ có ý kiến cho rằng trong dự có một cái dự thảo, một lần dự thảo thì người ta bỏ không nói về doanh nghiệp nhà nước và người ta đưa nó vào trong cái phần về công ty một thành viên. Nhưng về sau thì người ta chủ trương là phải tách ra. Vì doanh nghiệp nhà nước ngoài những cái quy định giống như công ty một thành viên thì nó sẽ còn chịu sự chi phối của một số luật khác. Ví dụ như là luật về công chức viên chức, cán bộ công chức viên chức, cán bộ công chức và luật viên chức, rồi luật về đầu tư công, luật đấu thầu v.v. Kể cả luật xây dựng.
Ví dụ một cái công trình xây dựng mà có cái phần vốn của nhà nước 30% trở lên rồi nha, thì nó có một số cái quy định riêng, là ví dụ như thế, rồi luật đầu tư công, vân vân rồi nha. Vì vậy cho nên người ta thấy rằng là cần phải tách doanh nghiệp nhà nước ra thành một cái chương riêng đấy. Và trong cái nội dung này đấy, thì có những cái nội dung nào về mặt tổ chức quản lý vân vân, quản trị nội bộ công ty thì áp dụng giống như chương 3, nhưng có những vấn đề liên quan đến cái quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước, người quản lý điều hành doanh nghiệp nhà nước đó với nhà nước đấy, thì nó sẽ có chịu sự chi phối bởi một số luật khác. Vì vậy cho nên nó có yêu cầu là tách riêng ra đấy, cái lý do là vậy. Năm 2016 thì có cái đề thi nha, mà sáng nay tôi có nói các chị đấy, là trình bày quy định cơ bản của luật doanh nghiệp hiện hành về doanh nghiệp nhà nước và phân tích tác động lớn nhất của quy định này đến các quy định hiện hành về doanh nghiệp nhà nước như thế nào, đúng không? Thì trong trường hợp này các chị có cần ghi cái này không, hay là để đến khi tôi giải cái đề này tôi nói chi tiết luôn? Bởi vì đề năm 2016 chắc không có giải các chị đâu nha. Thôi được, cái tôi nói luôn cái đang vậy nha, cũng là phải giờ các chị tập trung thiếu đi. Thì gặp cái câu này, thứ nhất các chị phải nêu được cái định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước và nhấn mạnh trong đó là gì, là cái đặc trưng của nó là 144, đúng không? Đó là một. Sau đó thì các chị phải nói rõ là gì, là nó được thành lập dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đúng không? Do nhà nước làm chủ sở hữu. Và do vậy cho nên thì nó có đặc điểm cơ bản này, cái bộ máy quản lý doanh nghiệp nhà nước này, doanh nghiệp này đấy, thì do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm. Thế thì cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này là ai? Tức là chủ sở hữu đấy, vậy nha. Tùy cái doanh nghiệp đó, ví dụ trực thuộc cấp tỉnh, doanh nghiệp đó trực thuộc cấp bộ, doanh nghiệp đó trực thuộc chính phủ, mà nó sẽ có những cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm theo quy định. Rồi một cái đặc điểm nữa để cho thấy trong luật doanh nghiệp nhà, cái phần này đấy, là nó giới hạn cái doanh nghiệp nhà nước ở những cái lĩnh vực, những cái lĩnh vực được coi là quan trọng của nền kinh tế, bởi vì nó xác định 100% mà. Trên thế như trước đây từ 50% trở lên thì nó giàn trải lắm, thì bây giờ nó xác định lại là 100% thôi. Như vậy nó sẽ dừng lại ở những cái doanh nghiệp phải nha, thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, những cái doanh nghiệp mà trong những cái lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước mà nó có xác định. Và cái này nó sẽ hỗ trợ cho cái chương trình cổ phần hóa. Theo đó thì ngoài những cái doanh nghiệp đó ra thì nhà nước có quyền là gì, là cổ phần hóa, tức là bán, phải nha. Hiện nay cổ phần hóa nó vẫn còn có cái nhược là gì, là sau cổ phần hóa rồi cái phần vốn của nhà nước nó còn nhiều quá, và nhiều khi có cảm giác là cái ý đồ từ phía những cái người mà đang quản lý cái doanh nghiệp nhà nước đó, bởi vì khi mà họ cổ phần hóa mà họ giữ lại cái phần vốn của nhà nước nhiều thì họ chính là người đại diện cho cái phần vốn đó. Rồi đối tượng được bán ra bên ngoài thì trừ một vài cái đối tượng là đối tác chiến lược ra, còn lại bán cho người lao động, ví dụ thế vậy nha. Nhưng mà đối với người lao động nhiều khi là họ cũng không có tiền để mua, và họ cũng không có mong gì trở thành cổ đông, mà họ mong là cái chênh lệch giá, bởi vì họ được hưởng cái lợi là giảm 40% so với giá đấu thành công bình quân mà. Và vì vậy cho nên họ thường hay tìm cách là họ bán quyền mua cổ phần đó đi để họ được hưởng. Nhưng mà áp nổi thì trong cái đề án cổ phần hóa luôn luôn quy định là trong thời gian 3 năm đầu họ không được bán. Và thực ra thì cái cổ phiếu của họ tồn tại dưới dạng là bút toán ghi sổ thôi, chứ họ chẳng cầm gì trong tay. Cho nên thường thì những cái người đang lãnh đạo công ty đó, họ dễ có tình trạng họ lạm dụng là họ đứng là họ mua lại của người lao động. Và người lao động thường bán cho họ là an toàn nhất. Thế rồi cuối cùng lại ấy, thì cái cổ phần hóa nó trở thành tư nhân hóa một cách hết sức là nghĩa là cái không biết dùng cái chữ gì cho đúng, nhưng mà nó trần trụi như vậy. Đấy. Và một tay thì họ đại diện cho cái mấy chục phần trăm vốn của nhà nước, còn một tay thì họ đang nắm toàn bộ của dân. Và cuối cùng họ biến cái 70%, 80% đó trở thành công tin cho cái vài ba vài 30% là chủ sở hữu. Và cái bộ bóng đèn điện quan là một cái điểm hình rõ nhất. Họ có thể họ biến thành một cái thông tin là Cuba nợ mấy ngàn tỷ đồng không trả, nó làm cho tình hình tài chính của công ty này xấu, giá cổ phiếu nó xuống, và họ thâu tóm xong rồi thì họ lại lợi dụng cái vị trí của mình để đàm phán trở lại để Cuba thanh toán nợ vân vân, làm cho giá cổ phiếu nó tăng lên vân vân, và cuối cùng sau vài lần chuyển đổi như vậy thì nó rơi vào tay của một nhóm thành viên gia đình. Đấy. Cái điều mà
một cái nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng từ lâu rồi lo ngại nhất là biến cổ phần hóa thành tư nhân hóa. Thì trong thực tế thì cái điều đó xảy ra một cách nghĩa là rất là rõ ràng. Đấy. Cho nên bây giờ nó tạo ra tình trạng lập lờ, bởi vì nếu nhà nước giữ từ 50% trở lên thì nó vẫn là doanh nghiệp nhà nước mà, phải chăng? Thì nó rất là mơ hồ chỗ này, và nó làm cho những nhà đầu tư bên ngoài thường thường là ngại không dám đầu tư. Và điều này nó làm phá vỡ một mục tiêu của cổ phần hóa là gì? Là kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài vào đấy, để mà tái cơ cấu. Cho nên gần đây cái gì hay bắt gặp một cái từ là thoái vốn. Tôi rất thích cái từ này đấy, bởi vì đừng có dùng cổ phần hóa gì rắc rối, nó mang ý nghĩa chính trị, mà đây là một hoạt động thuần túy, một cái phe về mặt tài chính thôi. Tức là tôi làm ăn không được thì tôi bán vốn tôi, phải chưa? Và như vậy thì một, nếu như có hiệu quả thì tôi bán có lời, còn không thì tôi phải bán để tôi thu hồi, bởi vì nếu như để tiếp tục thì tôi sẽ bị khổ. Cho nên cái định nghĩa mới về doanh nghiệp nhà nước, cái quy định mới về doanh nghiệp nhà nước, phải chưa? Nó mở đường cho cái việc xác định giới hạn doanh nghiệp nhà nước, và nó giúp cho cái quá trình cổ phần hóa trở nên thực chất hơn. Đấy. Nói cách khác là gì? Ôm không nổi nữa thì thả nó ra, còn lại những cái đứa mà mình giữ lại để giết chúng thì là mình còn được. Cái đàm phán TPP khổ sở vô cùng đấy, là nó cứ lôi về cái doanh nghiệp nhà nước ra. Thì mình có phản ứng, mình nói rằng ví dụ Malaysia nó cũng doanh nghiệp nhà nước cũng đây, nhưng người ta nói rằng doanh nghiệp nhà nước của nó chỉ đơn giản là có vốn của nhà nước chấm hết thôi, còn toàn bộ cái quá trình hoạt động của nó là nó theo thị trường hết. Nhưng mình thì nó có nhiều cái thứ ràng buộc trong đó, kể cả cái hệ thống tổ chức đảng và nha công đoàn ở trong những doanh nghiệp này, nó còn có một số cái quy chế riêng đặc thù. Và vì vậy cho nên thì nó không phù hợp. Cho nên bây giờ nhà nước rút lại, tao chỉ còn giữ cái loại 104 thôi, còn lại thì áp dụng thị trường hết. Thì đấy là cái ý nghĩa của nó. Rồi ví dụ như là ý nghĩa về cái tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn. Tức là 50% trở lên thì mới đi xin vậy nha, còn dưới 50% thì tự anh quyết, ví dụ thế. Rồi vân vân, để đây thêm một loạt những cái nó liên quan đến cái việc là lý do tại sao là phải tách cái doanh nghiệp nhà nước ra thành một cái phần riêng. Cái khái niệm đặc điểm thì ở đó các vị chú ý hai đặc điểm thôi nha. Đây là nhà doanh nghiệp được thành lập theo luật doanh nghiệp 2014 đấy, và do nhà nước đầu tư vốn và nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, đó là doanh nghiệp nhà nước. Đây là cái quan điểm mới này. Đôi khi trong thực tế thì cái tên gọi của nó trong những văn bản khác thì người ta gọi là công ty 100% vốn nhà nước, hay là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Và thường thì trong những cái công ty mẹ của tập đoàn và tổng công ty đấy thì thường nó tồn tại dưới dạng là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, phải nha. Và các vị biết không, có một dạo là nó có một cái nghị định, như nghị định 101 thì phải, nó quy định như này: cái chữ tập đoàn đấy hoặc chữ tổng công ty được coi là một thành tố cấu thành tên riêng của công ty mẹ. Cho nên nó dẫn đến những cái tên công ty ngộ như này: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đọc lên nghe nó lớp ca lớp cốt. Rồi biết sao? Cái tổng công ty hay là tập đoàn được coi là một cái thành tố cấu thành và trong cái tên riêng của công ty mẹ. Phải chưa? Là như vậy là công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và cái tên của nó là gì? Là tổng công ty. Hay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, ví dụ như thế, thì nghe nó loạn cao cao. Thì bây giờ người ta mới sửa lại là gì? Ví dụ như là tập đoàn công nghiệp cao su mở mặt công ty một thành viên, như vậy người ta hiểu nó là gì? Hay là tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn mở mặt với nhau, đó là trách nhiệm hạn một thành viên. Như vậy người ta biết là gì? Cái công ty đó là công ty một thành viên mà có tên tổng công ty đây, và trong đó nó gồm có nó là công ty mẹ và những công ty còn lại trong hệ thống là công ty con, ví dụ như thế. Thì cái tên gọi bây giờ nó có thay đổi một chút như thế. Về cơ cấu tổ chức quản lý thì căn cứ theo điều 89 của luật doanh nghiệp đấy, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hạn theo 120 hình quy định, phải không? Có nghĩa là chủ tịch công ty, rồi giám đốc kiểm soát viên, hoặc là hội đồng thành viên giám đốc và kiểm soát viên. Đấy, 120 hình thì nó do nhà nước quy định. Thôi như vậy chúng ta dừng về cái phần ở đây, và các chị về các chị đọc thêm trong luật doanh nghiệp về cái phần doanh nghiệp nhà nước.